Anh ấy là hóa thân của đế vương thời cổ đại. Đầu tiên là vụ án giết thánh nữ Huyền Thiên tàn nhẫn. Tiếp theo anh đả thương đại lão, khiến ông phun ra 2 cân nước ép dưa hấu. Sau đó đánh bại lão tổ Huyền Thiên làm ông ta mất trí. Tất cả những điều này đều do bọn họ tự gây ra. Chàng trai vốn là thánh tử Huyền Thiên, trong đêm tân hôn bị vợ đầu độc cướp đi xương đế, hủy hoại đan điền, tiêu diệt 690 người của Lâm gia. Bất chấp tình huynh đệ đồng môn, khiến anh mất đi danh phận thánh tử Huyền Thiên và bị giam cầm như một con chó. Mỗi ngày đều bị đồng môn đánh 77-49 roi vào mông, áp bức khiến anh khuất phục. Cho đến roi thứ 50, linh hồn đế vương đã tỉnh lại trong người anh. Anh ấy thể sẽ tiêu diệt hết kẻ thù, linh hồn đế vương trở về, thể và hồn hợp nhất. Đế vương giáng thế, ngươi đang xạo lờ gì đấy? Điều này sao có thể? Thân thể đế vương quả nhiên mạnh mẽ, có vẻ ngươi không muốn sống nữa nhỉ? Lục sư huynh sắp tung chiêu, đây là tuyệt kỹ hư cấu của Lục huynh. Khai Sơn Trưởng thì có thể làm gì được ta? Phế vật, hãy ăn một tát của ta, kiếp sau cứ ngoan ngoãn là một kẻ vô dụng đi. Chàng trai đánh người kia bay ra xa một dặm. Đúng lúc đó, con gái của tổ tiên cổ tộc đã chém một kiếm. Tiếp theo, nhỏ này bay nhẹ nhàng như chim én, đá mạnh vào người đã bắt nạt đồng môn. Cuối cùng một kết thúc bằng một tuyệt chiêu, hoàn hảo đón lấy kiếm Lý Thương. Tùy đồng môn bắt nạt anh bị đắng tơi tả, hoảng sợ tới mức chạy ngay đi. Nhỏ em cũng tỉnh táo trở lại, vừa quan tâm vừa an ủi. Rõ ràng cô gái này đã yêu chàng trai sâu đậm. Sau đó cô ấy đã cố gắng ngăn chặn anh đi báo thù vợ mình. Chỉ vì sau khi vợ giành được xương đế, đã đột phá tới đỉnh cao thông huyền, chỉ sau môn phái Huyền Thiên. Nào ngờ chàng trai đã trở lại làm đại đế. Trên thế gian này không còn đối thủ, sẽ tận dụng cuộc thi đấu ngày mai để tham vọng của vợ mình biến mất tại Huyền Thiên. Ngày hôm sau, chàng trai đến môn phái tham gia cuộc thi. Không ngờ người bạn chung chăn gối lại chặn ở cửa. Hắn cười nhạo vì anh đã bị hủy hoại. May mắn thay, người đệ tử phải lòng sư phụ của mình. Đệ tử thực sự xin lỗi vì đã làm phiền. Chuyện gì xảy ra thế? Thằng ngốc này muốn xông vào. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ lập tức đuổi hắn ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến cuộc thi. Hỗn láo, mời tiền bối vào trong, ta sẽ giúp ngài đăng ký đến nơi tổ chức thi đấu. Khi nữ đệ tử thấy chàng trai liền vui vẻ tiến lại, tự tin đầy mình muốn đánh một trận cho kẻ áp bức. Có chàng trai ở đó, cô không cản trở quá nhiều. Cuộc thi đấu sớm bắt đầu, nữ đệ tử đối đầu với tay trong của giáo chủ Hàn Chân. Chết tiệt, cuối cùng nhỏ này đã kết thúc trận đấu chỉ trong một hiệp. Tuy nhiên đồng môn lại chơi bẩn, lợi dụng lúc cô quay lưng để tấn công bất ngờ. Anh nhanh chóng nhảy lên đá ngã tên ngu ngục xuống sàn đấu, đồng thời hỏi xem vị trưởng môn nào đã dạy ra kẻ hèn hạ như vậy. Ngay khi lời nói còn chưa dứt, một tên coi thường khác đã bay lên, chế nhạo một phế vật sao có thể ngang ngược đến vậy, và trơ trẽn khoe khoang về cơ hội ra tay. Vừa nói xong anh đã đấm hắn ta. Vô dụng thôi, ta đang mặc trên người bộ giáp gai vàng đen, ngươi đúng là kẻ vô dụng, đừng mong đả thương được ta. Đứng dậy cho ta. Người nào dám làm tổn thương Linh Nhi đều phải chết. Ngươi định làm gì? Ta là người của đại trưởng lão. Lại là đại trưởng lão. Ta muốn thách đấu với cô. Lăng Huyên, cô có dám đánh với ta không? Dựa vào cái gì mà ngươi dám thách đấu với ta? Không ổn, Lâm Huynh. Lăng Huyên đã đạt tới cảnh giới kim đan, ngươi không thắng được ả ta đâu, mau đi thôi, ta muốn thách đấu với ngươi. Lăng Huyên, ngươi dám nhận lời không? Chỉ bằng ngươi cũng dám thách đấu với ta? Không tốt, Lâm ca ca, Lăng Huyên đã là cảnh giới kim đan, ngươi không thể thắng được cô ta đâu, mau đi thôi. Kim đan thì làm sao? Ta hỏi ngươi lần nữa, Lăng Huyên, cô dám nhận lời thách đấu sinh tử không? Thách đấu sinh tử, sống chết tự chịu. Lâm Phong, có vẻ như ngươi muốn chết lắm rồi đúng không? Vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Đồ phế vật đáng chết, ta có thể phế ngươi lần một, cũng có thể phế ngươi lần hai. Trưởng môn còn đem Huyền Thiên kiếm pháp cũng tặng cho ngươi. Sợ rồi sao? Sợ thì mau quỳ xuống xin tha, nếu còn chậm một giây nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta chỉ sợ ngươi chết quá nhanh, tìm chết. Bây giờ ta là kim đan chân nhân, so với ngươi ngày đó cũng không hề kém cạnh.
Húc Nhật Nhất Kiếm, đây là trong Huyền Thiên Kiếm Pháp, mạnh nhất một kiếm, Lâm ca ca, cẩn thận. Thật không thể tin được, so với ngươi, điều khiến ta không thể tin được hơn là, ngươi lại là, nữ nhân vong ơn bội nghĩa đó, món nợ ngươi nợ Lâm đã đến lúc phải trả. Làm sao có thể, tại sao đế cốt của ta, lại bất ngờ không kiểm soát được, không, ta mới là thánh nữ, ta mới là người nên đứng trên, đỉnh cao của thế giới, nữ đế. Lăng Huyên sử dụng là chiêu thức gì, khí tức thật âm u, chết tiệt, tại sao không ai ngăn cô ta lại. Ngươi chú định là đá kê chân của ta. Ngươi đồ cạn bã này, chết đi. Lâm Phong, dừng tay. Lâm Phong, ngươi thật sự đã giết cô ấy. Giết cô ta thì sao nào? Bỉ ổi, vốn dĩ chỉ nên dừng lại khi chạm nhau. Ngươi ra tay thật ác liệt, thậm chí còn cố ý muốn giết chết đồng môn. Còn không nhanh, quỳ xuống nhận tội ngay. Ha ha ha, cố ý muốn giết chết đồng môn, đúng là cái mũ lớn thật. Hàn Chân tấn công Linh Nhi, ông không hỏi, Lăng Huyên sử dụng cấm thuật, ông cũng không nói. Lăng Huyên lấy đế cốt của ta, sát hại gia đình ta, 325 người. Ông cũng không hề hỏi. Bây giờ, ông nói tôi cố ý giết người. Lăng Huyên là đệ tử yêu quý của ta, lại là trưởng môn Thân Phong Thánh Nữ. Tất cả những gì cô ấy nói đều đúng, cô ấy muốn ngươi chết, ngươi phải ngoan ngoãn, dâng đầu lên, vậy còn ta thì sao? Ta cũng từng là Huyền Thiên Thánh Tử. Lăng Huyên lấy đế cốt của ta, sát hại gia đình ta, tại sao môn phái không hề quan tâm? Ngươi một tên phế nhân, vẫn muốn nhờ vào tông môn, để báo thù cho mình, ha ha ha. Hóa ra là ai có giá trị, thì giúp người đó, vậy tôi sẽ làm họ, mất giá trị hoàn toàn. Ngươi muốn tạo phản sao? Sẽ bỏ đồng phục, xóa bỏ nô ấn, ngươi thật lớn mật. Cho ta nạp mạng đi. Tìm chết. Lâm Phong. Không ngờ, Tư Đồ Hạo ta một đời anh hùng, lại thất bại dưới tay, một kẻ đáng khinh như ngươi. Lâm Phong, con người khi sắp chết, thường nói lời tốt đẹp, có một bí mật, ta muốn nói với ngươi. Cha mẹ ruột của ngươi, không hề chết, ông nói gì? Ta chính là thích thấy ngươi, trong cảnh hoảng loạn. Ta chết rồi, ngươi đừng mong gặp lại phụ mẫu. Thật đáng tiếc cho ngươi, ngươi đã giết chết Huyền Nhi ngươi. Lâm Phong, ngươi đã giết đại trưởng lão, bạn không thể đi, cút ra. Huyền Thiên Chính Pháp Thông Huyền Hữu Thuật, báo cáo với trưởng môn, tội nhân Lâm Phong, hiện đã phản bội môn phái, xin trưởng môn, bao phái chấp pháp trưởng lão, trừ khử kẻ này. Lâm ca ca, huynh thật sự không định quay về môn phái nữa sao? Ta định về nhà xem xét, dù cho những gì Tư Đồ Hạo nói trước khi chết có thật hay không, ta vẫn muốn về nhà tìm kiếm manh mối. Lâm ca ca, muội đi cùng huynh. Cô còn muốn trốn bao lâu nữa? Lâm sư huynh, tôi không phải lo lắng cho an toàn của hai người sao, nên mới cố ý theo sau. Dù sao thì bây giờ cô đã ở đây, trong hai ngày ta đi ra ngoài, cuộc sống hàng ngày của Linh Nhi sẽ do cô phụ trách. Cái gì, ngươi muốn ta phục vụ cô ấy, có ý kiến gì sao? Lâm sư huynh nói đùa rồi, có thể chăm sóc cho cố sư muội là phúc khí tôi tu luyện được qua chín kiếp, thế thì tốt. Nếu Linh Nhi phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào, đợi ta trở về, hậu quả cô biết đấy. Nếu không phải vì ấn nô trên người, ta làm gì phải vượt ngàn dặm để theo đuổi các ngươi. Hy vọng thuật thiên hạc tầm nhân của ta có thể giúp Lâm ca ca tìm thấy họ. Phụ thân, mất thân. Hải Nhi vô dụng, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tư Đồ Hạo và Lăng Nguyên đều có thể thi triển U Minh tà thuật. Hải Nhi định đi U Minh giáo xem. Có lẽ sẽ phát hiện một số manh mối. Phụ thân, mất thân, các người yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm thấy các người. Đưa các người về nhà. Huynh đệ tỷ muội Lâm gia, Lăng Huyên đã chết, các người có thể yên nghỉ.
Lâm Phong, ngươi còn không chóng chịu chết. Chấp pháp trưởng lão, ý ông là gì? Lâm gia nuôi dạy ra kẻ ác như ngươi, tội đáng chết, không yên giấc, không xứng đáng yên nghỉ. Tìm chết, người tìm chết là ngươi. Chấp pháp trưởng lão xuất hiện, dưới trời này, không có người nào chúng ta không thể bắt. Lâm Phong, xem việc ngươi ở Huyền Thiên Tông, từng lập được công lao, ta có thể tha mạng cho ngươi, tự hủy bỏ tu vi, theo chúng ta về Huyền Thiên chịu phạt, ta có thể hướng trưởng môn, thay ngươi cầu tình, vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngay lập tức trước mộ người Lâm gia, quỳ xuống xin lỗi. Ta có thể tha mạng cho ông, hỗn sợ, thứ đồ vật gì, dám nói chuyện với ta như vậy, các vị trưởng lão, hãy theo ta trừ khử kẻ này. Người đã khuất nên được tôn trọng, sỉ nhục linh hồn của Lâm gia, tất cả quỳ xuống cho ta. Đủ rồi. Sư phụ, ngươi còn nhớ ta là sư phụ của ngươi. Ơn dạy dỗ, không bao giờ quên. Câu ơn dạy dỗ không bao giờ quên thật tốt. Không bao giờ quên, vậy ta hỏi ngươi, thân là danh đồ của Huyền Thiên Tông ta, tại sao lại giết thánh nữ của tông mình? Đại trưởng lão, hai người này thực sự là ác nhân. Lăng Nguyên cướp đế cốt của ta, giết hết gia đình ta. Tư Đồ Hạo, với tư cách là đại trưởng lão, không phân biệt đúng sai, lại muốn giết ta, hơn nữa còn sử dụng u minh tà thuật. Hỗn trướng, ngươi nói Lăng Nguyên cướp đế cốt của ngươi, vậy hiện tại một thân, tu vi mạnh mẽ này, ta từ đâu mà đến? Lâm Phong, ta quá thất vọng về ngươi, ghen tị đã khiến ngươi đánh mất bản thân, xa vào con đường ma đạo. Những gì đệ tử nói đều là sự thật. Im đi, đến lúc này, ngươi còn dám biện hộ. Nếu ngươi vẫn coi ta là sư phụ, thì hãy theo ta về tông, đến trước mộ thánh nữ, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm, hối lỗi về tội lỗi của mình, bảo ta xin lỗi cái kẻ độc phụ ấy à? Không thể nào. Uổng công ta 12 năm, tận tâm giáo dục, biết có ngày hôm nay. Lẽ ra ta không nên dạy ngươi Huyền Thiên chính pháp, bằng không cũng sẽ không nuôi dưỡng ra kẻ bại hoại tông môn như ngươi. Ha ha ha. Tốt, kể từ khi ông nói ta là kẻ bại hoại của Huyền Thiên, thì hôm nay ta sẽ cắt đứt quan hệ với Huyền Thiên. Những gì ông truyền cho ta, ta sẽ trả lại hết cho ông. 12 năm trước, ông truyền cho ta Huyền Hóa Đạo Tâm Quyết, ta trả lại cho ông. 8 năm trước ta được phong làm thánh tử, ông truyền cho ta bí mật của Huyền Tâm, hôm nay ta cũng trả lại cho ông. Đây là ta khổ tâm nghiên cứu, Huyệt Thiên Pháp Kỹ, Kiếm Pháp Khí Công. Hôm nay không sót một cái nào, ta đều trả hết cho ông. Ngươi, ta không nợ ngươi nữa. Lâm Phong, ngươi đứng lại cho ta. Hỗn trướng, dù ngươi đã hủy hết một thân Huyền Thiên chính pháp, hôm nay cũng đừng mong đi. Lâm Sư Huynh, Uyển Nhi, Thượng quan Uyển Nhi, ngươi biết rõ Lâm Phong là kẻ phản bội của chúng ta, vẫn còn dám theo hắn, lẫn lộn với nhau, một đám khi sư diệt tổ, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Ơn dạy dỗ, suốt đời khó quên. Đây là lần cuối cùng, ta ra tay lưu tình, Huyền Cơ Tử, nếu ông không biết điều, thì đừng trách ta không khách sáo với ông. Ta sẽ không nhìn nhầm, hắn ta quả thực đã tự hủy Huyền Thiên chính pháp. Nhưng tại sao hắn vẫn còn sức mạnh kinh khủng như vậy? Sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ và tinh khiết, không phải kẻ nào cũng tu luyện được, lẽ nào ta đã sai rồi? Không, ta không sai, là Lâm Phong, kẻ phản bội này, phản bội môn phái. Uyển Nhi, Uyển Nhi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Uyển Nhi bị thương nặng, chỉ là dùng đan dược cũng không thể kiềm chế vết thương của cô ấy. Hầu hết kinh mạch bị tổn thương, trong người còn có một loại độc âm, có vẻ cần phải tăng cường hơn nữa. Không nhìn ra, yêu nữ này cũng có chút vốn liếng. Ta, cô đừng hiểu lầm, ta đang giúp cô chữa thương. Không đúng, Lâm Sư Huynh, nhanh đi cứu Cố Sư Muội. Linh Nhi, muội ấy sao rồi? Sau khi ngươi đi, Cố Sư Muội đã sử dụng Thiên Hạc Bí Pháp
muốn giúp ngươi tìm kiếm phụ mẫu, nhưng không ngờ đã kéo đến người của U Minh giáo. Họ đã thương ta, còn bắt Cố sư muội đi. Họ còn nói Cố sư muội là linh thể thượng cổ, là tuyệt đỉnh đan lô, lại là U Minh giáo. Ta không đi tìm các người lại đến tìm ta. Lâm sư huynh, huynh nhanh đi cứu Cố sư muội, nghỉ ngơi cho tốt, ta đi một chút sẽ về. Lâm sư huynh, huynh cẩn thận một chút. Được. Dừng lại, dám đến địa phận U Minh giáo, tìm chết sao? Hôm nay các người có bắt một nữ nhân không? Hàng ngày trong U Minh giáo của chúng ta, ít nhất cũng phải bắt mười mấy nữ nhân để thưởng thức. Ta làm sao biết ngươi đang nói về ai? Nhanh chóng biến đi, nữ nhân mà ngươi đang tìm, bây giờ, có lẽ đang ở dưới thân của giáo chủ đại nhân rồi, tìm chết. Không ổn rồi, đạo chủ ơi, có kẻ điên đánh vào cửa. Phế vật, cần các người làm gì? Ta còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là người à? Nơi mà Lâm Phong ta muốn đến, không ai có thể ngăn cản. 5 năm trước, bằng cảnh giới kim đan, người đã giết chết ngàn người của U Minh giáo. Oai phong lẫm liệt, vô cùng bá đạo. Kể từ khi thất bại trước ngươi trong trận đó, ta đã thề, phải khiến ngươi trở thành sủng vật của ta. Ngươi đã giấu Linh Nhi ở đâu? Tại sao ta không thể cảm nhận được vị trí của muội ấy? Linh Nhi, người yêu cũ của ngươi. Xin lỗi nhé, U Minh giáo chúng ta hàng ngày bắt được người thực sự quá nhiều, hay là ngươi cứ quỳ xuống liếm chân của ta, có lẽ ta vẫn còn chút suy nghĩ. Ngươi muốn chết à? Lâm Phong, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vạn nhất ta bị thương, ta có thể hoàn toàn không nhớ ra Linh Nhi ở đâu nữa. Xem ra ngươi thực sự biết Linh Nhi ở đâu. Ta biết thì đã sao? Ngươi là thế hệ mới của Huyền Thiên Tông, ngươi mạnh nhất, thậm chí mạnh hơn cả các lão già Huyền Thiên. Ta thực sự không đánh lại ngươi. Nhưng điều đó thì sao? Muốn tìm Linh Nhi, ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta. Lâm Phong, mau quỳ xuống đi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta, đừng nói là một Linh Nhi, mười Linh Nhi ta cũng trả lại cho ngươi. Ngươi không nói, ta thật sự không biết sao. Ngươi không nói, ta thật sự không biết sao. Bạn lừa ai đấy? Ngươi đùng hòng thi triển siêu hồn thuật để ràng buộc ta. Dù sức mạnh của ta không bằng ngươi, nhưng U Minh gia chúng ta chuyên tu luyện hồn ma, cái gì mà Huyền Thiên Tông, trình độ siêu hồn cũng không thể làm gì ta. Đừng do dự nữa, cứ do dự thêm một chút, Linh Nhi có thể đã mang thai con của người khác rồi đấy. Cái gì mà đệ nhất Huyền Thiên, cuối cùng không phải vẫn bị ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi sao? Họ Lâm, ngươi dám động vào ta, ngươi mau buông tay, nếu không, suốt đời này, đừng mong gặp lại Linh Nhi của ngươi. Không cần, những điều tôi muốn biết, không ai cản được, pháp luật của đại địa biến đổi vạn sự, nếu ngươi không nói, ta sẽ lấy từ trong đầu ngươi. Làm sao có thể, ngươi đang đọc trí nhớ của ta, làm thế nào ngươi làm được? Người của U Minh giáo bên trái, sàn đấu giá Long Phượng ư? Không ai có thể làm tổn thương Linh Nhi, nếu Linh Nhi có chuyện gì, ta sẽ phá hủy sàn đấu giá lớn nhất của đế quốc Lăng Vân này. Xong rồi. Lâm tiền bối, tôi biết lỗi rồi mà, xin hãy tha thứ cho tôi biết mình sai rồi, nếu ngài cho tôi một cơ hội nữa, tôi chắc chắn sẽ phục vụ ngài tốt. Ta ngại bẩn, nếu ngươi dám giết ta, đợi U Minh lão tổ xuất quan, ngươi chết chắc. U Minh lão tổ, hắn là tính là cái gì? Lề mà lề mề, có thể nhanh lên không? Đàn lô tốt như vậy, chúng ta còn chưa thưởng thức, đã phải mang đi bán đấu giá. Ai nói không phải đâu, chỉ cần có thể làm cho lão tử sảng khoái một lần, giảm 10 năm tuổi thọ, ta cũng sẵn lòng. Ai bảo cô ta là linh thể thượng cổ, nếu không thì tả trưởng lão cũng không nỡ bán. Các ngươi lũ quỷ chết tiệt này, không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ngươi là sủng vật của ta, lại dám lắm miệng, cẩn thận ta nghiền nát xương ngươi. Tâm ca ca, huynh ở đâu? Ngươi còn trông cậy vào Lâm Phong, chỉ sợ hắn ta đã sớm bị giết. Không thể nào, huynh ấy chắc chắn không sao, chỉ là một Lâm Phong, đối mặt với Huyền Thiên trưởng môn và chấp pháp trưởng lão, chắc chắn phải chết. Dù Lâm Phong có thể thoát được một mạng, nhưng trên người ngươi đang mang bảo vật vô cùng quý giá của U Minh, che giấu mọi thiên cơ, ngay cả đại đế còn sống cũng không thể thấy được vị trí của ngươi.
ngươi cứ ngoan ngoãn, đi với ta đến sàn đấu giá, miễn phải chịu đựng, đau đớn da thịt, ngươi chết tâm đi, ta sẽ không đi với ông đâu. Nói tốt mà ngươi không nghe, chẳng lẽ phải để ta ra tay sao? Dám đánh chủ ý với Linh Nhi, các ngươi nên chết đi. Dám đánh chủ ý với Linh Nhi, các ngươi nên chết đi. Lâm ca ca, huynh đến rồi. Ngươi vẫn còn sống. Không ngờ Huyền Cơ tử, phế vật đó, không giết ngươi. Linh Nhi, đế khí hạch tâm, khó trách ngay cả ta, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, Linh Nhi ở trong thành này, không thể xác định vị trí cụ thể. Lâm ca ca, muội xin lỗi, muội không tìm thấy bá phụ bá mẫu. Không sao, đợi ta giết xong những người này, chúng ta cùng nhau đi tìm. Sống cũng tốt, Huyền Cơ tử, tên vô dụng kia, không thể giết được ngươi, hôm nay ta sẽ đại phát từ bi, tiễn ngươi lên đường. U Minh thần pháp, coi như ngươi có mắt nhìn, những năm qua, tôi hấp thụ âm dương, cuối cùng cũng luyện thành công pháp này, đừng nói là ngươi bây giờ bắt đầu lại từ đầu, ngay cả khi ngươi có sức mạnh của ngày xưa, cũng không thể phá vỡ pháp này. Lâm Phong, ta từ đầu đã đứng trên vị trí bất bại, ngươi dùng gì để đấu với ta? U Minh thân pháp luyện đến đại thành, toàn thân giống như kim thiết, không gì có thể xâm phạm. Lâm ca ca hiện giờ bắt đầu lại từ đầu, không thể phá vỡ phòng thủ của kẻ theo đạo ta. Lâm ca ca, huynh mau đi đi, đừng quan tâm đến muội. Sao vậy, ngươi không phải được mệnh danh là đệ nhất thiên tài, dám cùng thiên tranh thế, là cuồng nhân sao? Biết ta đã luyện thành U Minh thân pháp, sợ hãi đến mức không dám ra tay sao? Linh Nhi, phá hủy U Minh thân pháp của ngươi rất khó sao? Ngươi, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngươi thế mà đã phá vỡ thân pháp của ta. Ngươi, đừng lại gần ta. Ta là trưởng lão U Minh giáo, nếu ngươi giết ta, đó chính là đối nghịch với toàn bộ U Minh giáo. Từ lúc đánh chủ ý lên Linh Nhi, từ một khắc ban đầu thì ngươi đã là người chết. Lâm Phong, ngươi cái tên vương bát đản, lão tổ U Minh giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn là ai mà trẻ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng đánh bại U Minh trưởng lão? Thật là một thiên tài, đáng để kết giao. Tiểu nữ là Thu Ngộ Tuyết, người quản lý của Long Phượng đấu giá hội, gặp qua tiên sinh. Chính các anh muốn đấu giá Linh Nhi, tôi chỉ chịu trách nhiệm đấu giá, luôn không hỏi nguồn gốc. Về việc này, hoàn toàn không liên quan đến nhà đấu giá của tôi. Linh Nhi, nhanh chuẩn bị cho ta một phòng khách, ta muốn chữa trị cho muội ấy. Linh Nhi, Lâm ca ca, muội thấy khó chịu. Đừng nói, huynh sẽ giúp muội chữa trị. Chết tiệt, bọn chúng hạ độc Linh Nhi, có hợp hoan kỳ độc, loại độc dược này trực tiếp vào máu, chỉ dùng công phu đơn giản không ổn. Linh Nhi, Lâm ca ca. Linh Nhi thấy rất khó chịu. Linh Nhi, đây là độc phát rồi, hợp hoan kỳ độc, có thể dùng phương pháp khác để giải độc, nhưng Linh Nhi, tôi... Lâm tiên sinh, có chuyện gì? Lâm tiên sinh, đây là đấu giá Long Phượng chúng tôi, có chút tâm ý, xin hãy nhận. Sinh cơ đan nguyên cốt hoàn, dưỡng sinh tụ linh dược, Thu Ngộ Tuyết này thật là có tâm. Chờ đã, đây là đan dược này sao lại có khí tức của dòng máu Lâm gia? Lâm tiên sinh, viên dược này lẫn máu bách linh, uống vào có thể khiến bạch cốt sinh cơ, thực là viên dược tốt hiếm thấy. Viên dược này cô lấy từ đâu vậy? Tiên sinh, ngài đang làm đau tôi đấy. Xin lỗi, tiên sinh, tiểu nữ không biết viên dược này do ai luyện chế, nhưng cũng biết nguồn gốc của nó, nguồn gốc từ đâu. Nói đi, cô muốn lợi ích gì? Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi, việc đòi lợi ích, tiểu nữ không làm được. Vậy cô muốn gì? Tôi muốn một câu nói từ tiên sinh, một câu nói, tôi đến từ sàn đấu giá Long Phượng, muốn làm bằng hữu với tiên sinh. Chỉ cần thế thôi, giá trị của một người bằng hữu xa hơn nhiều so với bất kỳ bảo bối kỳ lạ nào. Tiên sinh, có muốn chấp nhận làm bằng hữu với ta không? Được,
ta chấp nhận làm bằng hữu với cô. Tốt quá, có một vị tiền đồ vô lượng, thiên kiêu làm bằng hữu, chắc chắn sẽ mang lại vô số lợi ích. Lâm tiên sinh, nguyên liệu của bảo dược này, thực ra ngươi đã gặp qua rồi. Ý cô là? U Minh Giáo, đúng, cách đây nửa năm, U Minh Giáo bắt đầu cung cấp loại bảo đan này. Ban đầu ta nghĩ, họ chỉ là tình cờ có được một ít máu bách linh, nhưng qua vài tháng trôi qua, bảo đan này lại càng lúc càng nhiều, điều này khiến ta nảy sinh nghi ngờ. Tâm tiên sinh, ngài nói xem, U Minh Giáo này là ngẫu nhiên có được một hồ bách linh huyết, hay là bắt giữ một số người có dòng máu bách linh, làm huyết nô, làm huyết nô. U Minh Giáo này thần bí, khó lường, căn cứ của họ cũng khó tìm, thỉnh thoảng mới xuất hiện, cũng chỉ là chi nhánh, nắm giữ lệnh bài này, có thể trực tiếp vào căn cứ chính của U Minh Giáo. Lâm tiên sinh, xin chờ một chút, ta sẽ chuẩn bị ngựa, đưa ngươi cùng đi, U Minh Giáo muốn người, không cần phiền toái. Sức mạnh thật mạnh mẽ. Tiểu thư, Long Phượng đấu giá chúng ta luôn giữ mối quan hệ tốt với các phái, nịnh bợ, một kẻ như thế này có đáng không? Ngươi không hiểu. Một người như thế này, tiềm năng vô hạn, đầu tư lên người hắn ta, bao nhiêu cũng xứng đáng, chuẩn bị ngựa, chúng ta cũng đi. Cút. Khốn chướng ngươi còn mặt mũi quay trở lại. Nhường đường. Chuyến này của ta, chỉ tìm người của U Minh Giáo, đánh giám. Huyền Thiên Tông ta là danh môn chính phái, làm sao có thể giấu giếm U Minh tà ma. Lăng Huyên, đại trưởng lão, Tư Đồ Hạo đều đã tu luyện ma công, thậm chí cả động tĩnh của ông, trưởng lão U Minh Giáo, cũng rõ như ban ngày, ông quá tự tin mù quáng rồi. Lâm Phong, ngươi rời bỏ Huyền Thiên Tông ta cũng thôi đi, hôm nay, ngươi còn đến làm ô danh Huyền Thiên Tông, thật cho rằng Huyền Cơ Tử ta, không giết được ngươi sao? Ta nói lại một lần nữa, Huyền Cơ Tử, tôi không muốn đấu với ông, nhường đường. Tốt, thật tốt Lâm Phong ngươi, bản tôn hôm nay sẽ giết ngươi, tên phản tử này, thanh lý môn hộ, giết ta, ngươi có thể, còn chưa hiểu rõ tình hình, Huyền Thiên Tông đã bị ma giáo xâm lấn, ông không trừ ma, khắp nơi đều nhằm vào ta, ông đúng là lão hồ đồ, hỗn láo. Huyền Cơ Tử, mở to mắt ra mà xem cho rõ, đây chính là Huyền Thiên Tông của ông. Trong động này, mênh mông ma khí, làm sao có thể? Không thể nào, Huyền Thiên Tông ta, làm sao có thể có nơi như thế này, đã xảy ra từ lâu. Chỉ là ông không bao giờ đi xem, không, Huyền Thiên Tông ta, tuyệt đối không phải, nơi chứa chấp ô uế. Đủ rồi, Lâm Phong, nhất định là ngươi, đã sắp đặt trò lừa này. Chết không hối cải. Làm sao có thể? Ăn đi, đan dược lần trước bán được khá nhiều linh thạch, đây là giáo chủ thưởng cho ngươi. Ha ha ha. Đường đường là Nam Sơn Bá Vương, bây giờ chỉ có thể như một con chó. Sảng khoái. Đi ngươi, làm sao mà, còn dám tức giận à, nhanh quỳ xuống đập đầu, nếu không, hôm nay đừng mong ăn. Như thế mới đúng chứ, như một con chó, mới có ăn, đi chỗ khác. Ta cho ngươi ăn này, ngươi nên chết đi. Phụ thân, ngươi nhìn con đi. Con là Phong Nhi đây. Huyền Cơ lão nhi. May mắn nhờ sự nuôi dưỡng của Huyền Thiên Tông, nếu không thì U Minh giáo ta thực sự khó mà phát triển đến bây giờ. Khó trách tông ta nhiều năm xuất trình thảo phạt, nhưng luôn không tìm được căn cứ chính của U Minh giáo. Hóa ra lại ở ngay dưới chân của tông ta. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhưng việc ngươi giết hại bản tông, vụ việc của thánh nữ, trưởng lão, vẫn là tội lỗi của ngươi. Huyệt Thiên môn sinh nghe lệnh, tất cả môn sinh phối hợp với ta, trừ khử lão tặc U Minh. Lão tặc U Minh, nhận lấy cái chết đi.
ngươi thực sự đã đột phá cảnh giới kim đan. Không sai, bản tôn chính là nhờ vào sức mạnh dòng máu bách linh của Lâm gia mới đột phá giới hạn kim đan, đạt đến thần tàng. Trưởng môn, ta đến giúp ngài. Sao chỉ có mình ngoạp, người khác đâu? Đệ tử dưới trướng phản bội, chúng đều là tín đồ của U Minh giáo. Những vị trưởng lão khác cũng đang chống lại quỷ dữ. Tốt, lão tặc U Minh đã phá vỡ xiềng xích, thủ đoạn thông thường chắc chắn không thể địch lại hắn. Nhưng Huyền Thiên Tông ta cũng không phải là đất nặn, ngươi giúp ta tranh thủ chút thời gian, chờ ta triệu hồi Huyền Thiên kiếm trận, nhất định sẽ trừ khử lão tặc kia. Huyệt Thiên trưởng môn cũng chỉ thế này. Ngươi không ngờ tới nhỉ? Tôi chỉ dùng một thủ đoạn, kim thiền thoát xác, đã lừa được ngươi. Lâm Phong, trưởng môn giáo của ta đây, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. U Minh lão tặc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đừng nóng vội. Lão tặc này đã là cảnh giới thần tàng, dù ngươi có là kim đan đỉnh phong, cũng khó lòng đối kháng với hắn. Hãy rút lui và xin viện trợ. Lâm Phong, Lâm gia các ngươi có tư vị huyết nhục, khiến bản tôn thật thèm khát. Không bằng ngươi cũng ở lại làm một huyết nô, giống như cha ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thường ngày cùng lắm một vài trận đánh sẽ không lấy mạng của ngươi. Nếu ngươi không muốn chết ngay bây giờ thì hãy ngoan ngoãn tự đeo xích vào, quỳ trước mặt ta lắc đuôi xin tha. Dù ở thần tàng cảnh giới thì sao, ta muốn giết ngươi, dù ngươi thành đế ta cũng sẽ giết ngươi. Làm sao có thể, dựa vào sức mạnh tàng thần của ta, lại không thể phá vỡ phòng thủ thể xác của hắn ta. Những gì ngươi làm với cha ta, ta sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho ngươi. Chết tiệt, làm sao Lâm Phong lại trở nên mạnh mẽ như vậy, rõ ràng ta đã ở tàng thần cảnh, trước mặt hắn ta lại không thể phản kháng. Chờ đã, Lâm Phong, mọi chuyện đều có thể thương lượng, ta có thể đem toàn bộ Huyền Thiên Tông cho ngươi. Thương lượng cái đầu ngươi. Lâm huynh đệ, Lâm gia gia, ngài muốn cái gì, tôi đều có thể cho ngài, đó không phải là chỉ cần một câu nói sao, ta muốn mạng của ngươi. Ngươi muốn mạng của ta? Được đó, vậy thì xem ngươi có khả năng đó không. Đồ U đạo nhiên, hôm nay tôi dùng 100 năm tuổi thọ, kính mời lão tổ xuất sơn, tiêu diệt kẻ ác. Lâm tiên sinh, mau ngăn cản hắn ta, kính mời lão tổ xuất sơn. Nghênh đón lão tổ. U Minh lão tổ, truyền thuyết nói rằng vạn năm trước đã đột phá thần tàng, nay đã vạn năm trôi qua, sức mạnh của lão ta phải khủng khiếp biết bao. Xong rồi, hoàn toàn xong thật rồi, U Minh lão tổ tái xuất giang hồ, Huyền Thiên của ta xong đời rồi. Lão tổ bảo ngươi giữ gìn U Minh giáo, chuyện nhỏ như vậy cũng phải gọi ta. Hôm nay các người phụ tử đoàn tụ, cũng không uổng công lão tổ ta xuất quan một chuyến. Bách linh huyết hiếm có khó tìm, đúng là thứ ta cần. Đợi ta hút cạn sức lực của phụ tử ngươi, ta còn có thể tăng lên một bậc nữa. Lão tổ muốn nhất thân huyết mạch của các người, đó là vinh dự của các người. Lâm Phong, đừng cố gắng đối đầu với lão ta, ngươi không phải đối thủ của lão. Tận dụng lúc còn sức mạnh, mau chạy đi. Tiểu Oa Nhi, ngươi lại là ai? Lắm mồm, ta cho ngươi mở miệng rồi sao? Cho ngươi thời gian một hơi thở, xin lỗi phụ thân ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Để lão tổ ta xin lỗi cha ngươi ư? Thật là thiên đại chê cười, lão tổ ta đã làm sai điều gì? Tu tiên chi đạo, vạn vật không tranh, đại đạo khó thành, hôm nay Lâm gia ngươi yếu đuối, vậy nên trở thành thức ăn của lão tổ ta. Hiểu rồi, ai có nắm đấm to hơn, ai nói được tính, không sai. Các ngươi chỉ là một bầy kiến, lão tổ ta muốn giết thì giết. Làm sao có thể, nếu ngươi không quỳ, thì cứ chết đi. Đợi đã, ngươi không thể giết ta, ta là dưới trướng thần vương. Quỳ xuống cho ta, Lâm. Ngu ngốc, ta thật ngu ngốc. Có Phong Nhi tài năng như vậy, làm thánh tử, Huyền Thiên Tông ta lo gì không vượng, là ta tự tay đẩy hắn ra khỏi Huyền Thiên, cũng là ta tự tay diệt vong Huyền Thiên. Huyền Thiên Tông, trưởng môn thứ 72, Huyền Cơ Tử, xấu hổ với liệt tổ liệt tông.
Sư tôn, người xem kiếm pháp này của con, học được như thế nào? Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, trận này diệt được 3.000 quỷ. Lần gặp sau, chúng ta sẽ là kẻ địch. Thiên đại sai lầm, sai rồi. U Minh giáo đáng chết này. Phụ thân, con là Phong Nhi. Con ở đây, đừng lo, sau này không ai dám bắt nạt người nữa. Phụ thân. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bá phụ. Muội tỉnh rồi. Lâm ca ca bá phụ thế nào rồi? Tâm thần bị tổn thương, nhưng sẽ sớm tỉnh lại. Lâm tiên sinh, đây là thứ tôi đặc biệt tìm cho ngài, linh dược dưỡng hồn đan, có tác dụng rất tốt đối với tổn thương tinh thần. Ngoài ra, tôi đã sai người bị linh thực, phụ thân ngài thân thể yếu ớt, nhiều linh thực cũng có thể giúp sớm hồi phục. Nữ nhân này là ai? Linh thực là nhiều loại linh dược, chế biến từ các loại dược liệu và linh thú, giá trị cực kỳ đắt đỏ, dưỡng hồn đan càng là một đan khó cầu. Cô ta làm như vậy, liệu có phải vì nhớ Lâm ca ca? Linh Nhi tiểu thư, không cần lo lắng, tôi chỉ là bằng hữu của Lâm tiên sinh. Làm sao cô biết, tôi đang nghĩ gì? Lâm tiên sinh, Huyền Nhi cô nương, tôi đã phái người đi đón, sắp trở về rồi, không chú ý, bằng hữu chỉ cần chia sẻ tâm tình, cách làm của người kinh doanh, với ta không hiệu quả. Không quan tâm đến lợi ích, chỉ chia sẻ tâm tình sao? Lâm ca ca, huynh định đi đâu? Ta sẽ tới phân nhánh của U Minh giáo, tìm mẫu thân, muội đừng lo, ta sẽ sớm trở về. Sức mạnh phi thường, không coi trọng tiền bạc. Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? Thủ đoạn lợi hại, có thể đánh bại cả U Minh lão tổ, U Minh giáo chủ cùng lúc. Trong thiên hạ hiện nay, người sở hữu thủ đoạn như vậy, ngoại trừ thiếu gia nhà ta, e rằng chỉ có thượng cổ thập tộc, mấy tên gia hỏa kia mới làm được. Không đúng, nhìn dấu vết của trận chiến. Giống như là bị lực lượng mãnh liệt sống sờ sờ đánh chết. Thiếu gia nói đùa rồi, dù U Minh lão tổ chỉ là một con kiến, nhưng cũng là một tu sĩ thần tàng đỉnh phong, giết ông ta dễ dàng, nhưng giết bằng lực lượng mãnh liệt, xin lỗi vì sự ngu dốt của nô tài, thực sự không thể nghĩ ra ai có thể làm được. U Minh lão tặc, hãy nhận lấy một chiêu của Huyền Thiên chính pháp. Ai thế, đang hát kịch ở đây à? Các ngươi là yêu nghiệt phương nào? Ta là Huyền Thiên trưởng giáo, trưởng qua nơ 8 vạn môn đồ, gặp bổn tôn, còn không mau quỳ xuống đền tội. Nói là ai đã giết U Minh lão tổ? Tiểu tặc, mau buông bổn tôn ra. Lâm Phong ở đâu, nhanh đến giúp bổn tôn trừ gian diệt ác. Phong Nhi, sai lầm rồi, vi sư sai lầm rồi, vi sư hối hận không kịp, giả vờ điên dại. Ha ha, giết, nhanh lấy kiếm pháp của ta. Chém giết yêu ma, đánh hắn một trận long trời lở đất, ha ha. Thật sự điên rồi, lãng phí thời gian. U Minh lão tổ dù sao, cũng chỉ là một con chó của ta. Nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ, giết chó của ta, thì phải trả giá, cửu thông huyền đại diễn tam thiên khởi. Đại diễn thuật, thuật này có khả năng phá vỡ thiên mệnh, tu vi của thiếu chủ, ngày càng tiến bộ, ha ha. Thu. Trời cũng giúp ta. Lâm Phong, mạng của ngươi, ta muốn lấy. Nơi này có bảo vật của đế bảo hạ thế, kỳ bảo trong đế cốt. Cũng là cơ hội thành đế, nếu có thể thu được bảo vật này vào tay, đại đế cũng có thể thành. Chúc mừng thiếu gia, có gì đáng mừng? Thiếu gia là thần vương chi tử, là người được chọn, vốn dĩ có tư cách tranh đấu thần vương. Nay đế bảo hiện thế, trong thiên hạ hiện nay, ngoài thiếu gia ra còn ai, có tư cách lấy đế bảo vật của. Nói rất hay, nói rất hay, trong thiên hạ này, ngoài ta ra thì còn ai? Nhưng trước khi lấy bảo vật, ngươi hãy nghe kỹ, ngươi mau đi định tội. Nghe nói chưa, gần đây xuất hiện một kinh thế ma đầu, sát hại hơn 8 vạn người của Huyền Thiên, tôi đã sớm nghe nói. Ma đầu đó, hình như là gọi là Lâm Phong, tôi còn nghe nói, có treo thưởng lớn, 10 tỷ linh thạch, giết Lâm Phong. Thật là gan lớn, dám xúc phạm danh dự của ta, ma đầu, đi, nhanh lên, ma đầu Lâm Phong. Ngươi ly kinh phản đạo, giết hại sư môn, người người đều muốn trừ khử, ngươi là ai? Bản tọa là trưởng môn Bát Hoang Lục Hợp Môn. Lâm Phong, nếu ngay bây giờ ngươi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, ta đảm bảo
không làm tổn hại một cọng lông của ngươi. Cái gì mà bát hoàng lục hợp môn, chưa từng nghe qua, ngươi. Bị trọng thương, gần như trở thành phế nhân sao? Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Nói, là ai ở phía sau lan truyền tin đồn? Tôi cũng không biết, tôi tỉnh dậy, thì nghe thấy các đệ tử, đều đang nói về việc này, dựa vào những tin đồn này, liền dám tới tìm ta. Không không không, ông, tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Cút, vâng, tôi cút ngay đây, lập tức cút ạ. Xem ra, có người đang đứng phía sau, thao túng mọi thứ. Linh Nhi. Cha. Lâm ca ca, huynh đã trở lại, Linh Nhi. Cha ta đâu? Thượng quan sư tỷ dẫn bá phụ, đi ra ngoài rồi, bá phụ hai ngày nay, đã hồi phục khá nhiều, mặc dù vẫn không nhận ra người, nhưng đã hồi phục rất nhiều, thế thì tốt. Vậy Lâm ca ca, huy không tìm thấy bá mẫu sao? Không, ta đã phá hủy U Minh giáo, 48 phần đạo, tìm khắp Sơn Châu Tứ Hải, vẫn không thấy tung tích của bà ấy. Lâm ca ca, huy cũng đừng quá lo lắng, bá mẫu chắc chắn, cát nhân tự có thiên tướng. Lâm tiên sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, người hãy đến Thông Cổ Đế quốc trước, trốn vài ngày, ta đã cùng với quốc chủ, thương lượng tốt, ông ấy đảm bảo an toàn cho ngươi, những phái võ lâm tầm thường kia, ta không đặt vào mắt, Lâm tiên sinh, không phải họ, là thượng cổ thập tộc muốn giết ngươi, thượng cổ thập tộc thì thế nào, chỉ cần họ dám đến, đó sẽ là ngày tận số của họ, Lâm tiên sinh, có lẽ ngươi vẫn chưa biết, thượng cổ thập tộc, họ là 10 tộc, mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay. Huyệt Thiên Tông, U Minh Giáo, trong mắt họ, chỉ là kiến nhỏ, tôi biết. Lâm tiên sinh, Phù Tang Thái tử đã, tìm đến ta đã chỉ hoãn họ, nhưng chỉ giấu được một thời gian, không thể giấu mãi được. Phù Tang Vương Triều, dòng tộc Kim Ô, lập nên Vương Triều ấy nhỉ, nghe lời khuyên của ta đi, hãy nhanh chóng rời đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa. Một khi Thái tử Phù Tang tìm đến đây, hậu quả khôn lường, dòng tộc Kim Ô bé nhỏ, trước đây khi ta giảng đạo, Kim Ôn lão tổ tông. Chẳng qua cũng chỉ là thứ, để ta chơi đùa, linh sủng, thu lão bản, ngươi thật gan lớn, dám lừa dối bản thái tử, nhưng ngươi có một câu, nói không sai, đây quả thật, là cơ hội cuối cùng của hắn, Lâm Phong, lần này ngươi không thể thoát, dám bắt nạt Lâm ca của ta, tìm chết. Còn có một mỹ nhân nữa, cô nương lớn lên Tuyết Nguyệt Phong Hoa, sao không cùng bản thái tử hồi cung nhỉ, chỉ cần cô đồng ý, ngày mai, ngươi chính là Phù Tang Thái tử Phi. Lâm Phong, bản thái tử. Chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự mình đưa đến cửa, nhưng cũng tốt, trước hết lấy đế bảo. Sau đó chơi đùa với nữ nhân của ngươi. Cản đường ta. Tìm cái chết. Sao ngươi không chết? Võ công mèo cào này của ngươi. So với tổ tiên ngươi thì kém xa. Biến đi, hôm nay ta không muốn giết ngươi. Thái tử, xin hãy kiềm chế, xin hãy bán cho tôi một ân tình. Đừng gây hấn ở nhà đấu giá. Ngươi là ai, ta là ai? Cũng đáng để ta cho ngươi mặt mũi. Cút, nếu không, chết. Cút thì cút. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp ta thoát nạn, nhưng ngài thật sự, không nên đánh thái tử Phù Tang. Sức mạnh của hắn tuy bình thường, nhưng phía sau hắn là Vương Triều Phù Tang, nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Hắn vốn đến đây là vì, đế bảo của ta. Ta không ra tay, hắn sẽ không chịu dừng lại. Đế bảo, đết cốt chi bảo. Cùng với đế cốt tồn tại nhất thể, theo ghi chép cổ, người sở hữu đế bảo, cuộc đời này sẽ làm hoàng đế. Lâm ca ca, huy thật sự có đế bảo, tại sao huynh, không sớm nói với muội? Lâm tiên sinh thân có đế bảo, tương lai thành tựu, chắc chắn không kém gì thượng cổ thập tộc, dù phải trả bất cứ giá nào, bằng hữu này, ta giúp chắc rồi. Đế bảo tuy tốt. Nhưng cũng củ khoai lang phỏng tay, từ xưa, bảo vật lớn thuộc về người xứng đáng, Lâm tiên sinh phải cẩn thận hơn. Không sao, tôi sẽ chờ họ ở đây. Lâm Phong đáng chết, đợi đấy, đợi cao thủ của tộc ta đến, ta không chỉ muốn ngươi chết, tôi còn muốn ngươi, nhìn ta chơi nữ nhân của ngươi. Tiểu Giã Đình huynh đệ, lâu lắm không gặp. Vương đại ca, sao huynh lại ở đây? Đi ngang qua, tình cờ nghe thấy đệ đang cằn nhằn. Chẳng lẽ gặp chuyện rồi, chẳng lẽ tên Vương Đằng Vân này, còn không biết về đế bảo.
Vừa rồi nghe đệ nói về Lâm Phong, phải chăng là người giữ đế bảo? Lâm Phong, không, Vương đại ca, đệ nói về một Lâm Phong khác, đừng lo, ta sẽ không tranh đế bảo với đệ. Đưa đồ cho đệ ấy đi. Đây là, ta đã giúp đệ tìm hiểu rồi. Bên cạnh Lâm Phong, có ba mỹ nhân tuyệt sắc, mà Cố Linh Nhi còn là người quan trọng nhất với Lâm Phong. Nếu đệ muốn giành đế bảo, trước tiên phải nắm bắt được nữ nhân này, chậm trễ sẽ sinh biến. Thứ trong hộp này, chính là thứ có thể giúp đệ một phần sức lực. Đúng vậy, nếu chờ người của các tộc khác đến, dù bản thái tử anh minh thần võ, e rằng cũng khó lòng tranh được đế bảo. Vương đại ca, quả nhiên là con trai của thần vương, thực sự có phong độ của đại đế, vậy đệ xin cảm ơn trước. Thiếu gia, đế bảo kia ngay cả phụ thân ngài cũng sẽ động tâm, tại sao chúng ta lại phải nhường nó cho tên vô dụng kia? Chỉ là phế vật, cũng muốn tranh giành đế bảo, đúng là chuyện viển vông, hắn chỉ là con cờ của ta, một quân cờ. Bảo vật này thật sự rất mạnh, món đồ Vương Đằng Vân đưa này, quả có chút bản sự. Nhà đấu giá Long Phượng này, khắp nơi đều là cấm chế, mà ta lại lẻn vào lại, không người phát hiện, tiểu mỹ nhân, bản thái tử đến đây. Ai? Tiểu Kim Ô, ngươi thật sự rất lớn mật, ngay cả phòng của Linh Nhi cũng dám xông vào, có vẻ ngươi thật sự không muốn sống nữa. Bảo bối này cũng khá lợi hại. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên quỳ xuống, sau đó ngoan ngoãn giao ra đế bảo, nếu không, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Chỉ là làm cho tay ta hất ra, đã khiến ngươi tự tin như vậy, ngu ngốc, vậy thì chết đi. Minh Tinh bắt đầu cước bế thiên lý, lục giáp phản trương, bất tỷ họa ương thính triệu Tây Hiền. Sao thế? Ngươi tính, dùng mỹ nhân kế à? Đồ ngốc, đây là bí thuật của Phù Tang, Hoán Khôi Vũ. Khi vũ khúc vang lên, tâm thần sẽ lắng đọng. Lâm Phong, ta lần cuối, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn giao ra đế bảo của ngươi, ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, còn có thể thưởng cho ngươi một thành trì, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi thật sự nói nhiều quá. Có bản lĩnh gì thì xuất ra hết đi, nếu ta lùi lại một bước, tính ta thua, đây là do ngươi tự tìm. Thống khổ đi, như bị hàng ngàn dao đâm vào hồn. Lâm Phong, có thể chết, dưới Hoán Khô Vũ của ta. Cũng coi như, ngươi không uổng phí cuộc đời này. Nhạc nghe cũng được, nhưng kỹ năng thì còn xa mới đạt. Làm sao có thể, Hoán Khôi Vũ của ta làm sao? Không có tác dụng với ngươi, kỹ năng của ngươi, không sánh được với cái miệng của ngươi. Thưởng cho ngươi. Cút ra, cút cho ta. Nói đi, muốn chết như thế nào? Ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử Phù Tang. Phía sau ta, là ngàn vạn binh sĩ Phù Tang. Nếu ngươi giết ta, sẽ trở thành kẻ thù của Phù Tang. Đúng, Lâm Phong. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra đế bảo. Nếu không, chờ đợi binh sĩ Phù Tang đến. Đó là lúc họ Lâm nhà ngươi bị diệt vong. Một Phù Tang nhỏ bé cũng dám đe dọa ta sao? Lâm ca ca, huynh không thể giết hắn. Cút. Lâm ca ca, đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mình không thể để huynh ấy, phải gặp rắc rối lớn vì mình nữa. Lâm ca ca, huynh không giận muội chứ? Một con kim điểu nho nhỏ, đã thả nó rồi thì thôi, quay về phòng ngủ đi. Sao đệ lại nhếch nhác như vậy? Vương đại ca, huynh đến đúng lúc quá, Lâm Phong tên đó thật là hung hãn. Vương đại ca, xin giúp đỡ đệ một tay, sau này đệ nhất định sẽ báo đáp. Vương đại ca, ngươi, đừng nói gì. Nếu bị người qua đường thấy, sẽ không tốt. Không hay rồi, thái tử Phù Tang bị Lâm Phong giết chết. Không tốt rồi, người đâu mau đến đây, thái tử Phù Tang đã chết. Lâm sư huynh, đã là lúc nào rồi, huynh còn tâm trạng để uống trà. Bây giờ bên ngoài đều đang truyền, rằng huynh đã giết chết thái tử Phù Tang. Quân đội Phù Tang, sẽ sớm tới đây, ta đâu có giết thái tử Phù Tang. Các ngươi sợ cái gì, bây giờ không phải là, vấn đề của việc sợ hay không, ta nhận được tin,
Quốc chủ Phù Tang đang vội vã tới đây. Quốc chủ Phù Tang là cao thủ lão làng. Dù huynh có đế bảo, cũng không phải là đối thủ của ông ta. Thân chính không sợ bóng tà, không giết thì là không giết. Hơn nữa, dù quốc chủ Phù Tang có đến nữa, lại có thể làm gì được ta? Lâm tiên sinh, ta biết ngươi có khả năng, chỉ là quốc chủ Phù Tang này, không thể so sánh với U Minh Lão Tổ. Quốc chủ Tang chỉ cần một ngón tay, là có thể nghiền nát U Minh Lão Tổ. Thông cổ đế quốc, tôi có thể lại đi đả động một chút, dù không kỳ vọng họ, có thể ngăn cản quốc chủ Phù Tang, nhưng ít nhất có thể cứu mạng ngươi. Không cần, Lâm tiên sinh, còn núi này, chẳng sợ không củi đốt. Ngươi có đế bảo trên người, chỉ cần vượt qua lần này, sớm muộn, có thể trở lại một cách oai phong. Tiểu thư đại sự không ổn rồi, quốc chủ Phù Tang đã đến. Đến nhanh vậy sao? Rất bình thường, cao thủ đỉnh phong, giới hạn của con người. Một ngày đi nghìn dặm không phải chuyện lạ. Lâm tiên sinh, vậy ngươi định làm thế nào? Phải đấy Lâm ca ca, bây giờ phải làm sao? Quốc chủ Phù Tang, nhà đấu giá này, dù sao cũng là của Thu tiểu thư. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Được, ngươi muốn chọn chỗ nào làm mộ phần, ta sẽ chiều theo. Chăm sóc tốt cho phụ thân ta. Lâm ca ca, đừng đi. Vân Thành có rừng, 30 dặm ngoại, Vân Lâm. Muốn bắt đầu rồi. Lâm Phong, để ta thấy được, năng lực của ngươi, thiếu gia, nô tài thực sự không hiểu. Phù Tang quốc chủ, nếu đánh chết Lâm Phong, thì đế bảo không phải sẽ bị bỏ lỡ sao? Sợ cái gì, đế bảo còn đó, mạng sống khó mất, tôi chỉ muốn khiến hắn ta rơi vào tuyệt vọng, chỉ khi hắn ta lún sâu vào tuyệt vọng, kế hoạch thực sự của ta mới bắt đầu. Các ngươi cũng bắt đầu đi thôi, nhớ rằng, gặp người giết người, đừng lưu lại. Lâm Phong, tính ngươi còn biết điều, nếu ngươi không xuất hiện, ta không ngại giết hết người dân trong thành này. Để báo thù cho con trai ta chỉ nói một lần, Phù Tang thái tử không phải do ta giết. Hỗn xược, dám cãi chảy cãi cối, ta đã điều tra rõ ràng, vết thương trước ngực con trai ta là do Huyền Thiên kiếm pháp gây ra. Bây giờ Huyền Thiên đã bị diệt, Huyệt cơ tử đã điên, nói ta tôi biết, ngoại trừ ngươi, ai còn biết Huyền Thiên kiếm pháp, vậy thì các người càng tìm nhầm người. Ta đã từng, đúng là biết Huyền Thiên kiếm pháp, nhưng đã sớm trả lại những kỹ năng này cho Huyền Thiên, ngụy biện, người đến, cắt đứt gân tay và gân chân của hắn, phế làm nô lệ. Quốc chủ, người này trên người có thể có đế bảo. Như vậy phế làm nô lệ, quả là lãng phí quá. Rất tốt, đế bảo, một miếng đế bảo, vậy có thể bù đắp nỗi buồn trong lòng ta. Quỳ xuống, đào đế bảo của ngươi ra. Ta có thể để ngươi sống sót, ta thực sự tưởng ngươi đến đây để trả thù cho con trai. Hóa ra, cũng chỉ là nhất khâu chi hắc. Tiện dân còn không mau quỳ xuống, nếu ta không quỳ thì sao? Thì ta sẽ đánh cho đến khi ngươi quỳ, vì quốc chủ, trước hết bắt lấy kẻ phản loạn này. Lên! Bọn thổ kê ngõa cầu, cũng dám hỗn xược, thiên mệnh không thể kháng, ý chí của quốc phủ chính là ý trời. Tội phạm ác ôn Lâm Phong, ta hỏi ngươi lần cuối, quỳ hay là không quỳ, chỉ với các ngươi, còn không đủ tư cách, tự tìm cái chết. Giỏi lắm, Lâm Phong, thậm chí còn dám phản kháng. Đúng là người giữ đế bảo, tuổi trẻ mà đã có sức mạnh như vậy, bảo vật này, Phù Tang nhất định phải lấy được, không thể không thừa nhận, ngươi thực sự rất mạnh. Nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Hoàng đế Thiên Chiêu Ngô là Phù Tang, quốc chủ thế hệ thứ 449, hôm nay gặp phải kẻ xấu xúc phạm quốc gia, đặc biệt dùng huyết tinh. Mời lão tổ tông hiện thân, chỉ có bấy nhiêu kỹ năng sao? Người Phù Tang các ngươi thật sự là cha truyền con nối, thất bại có thể. Thôi được rồi, vì con trai ngươi chết ở Vân Thành, ngươi muốn gặp tổ tiên của mình, ta sẽ giúp ngươi, tiểu kim điểu cút ra đây cho ta. Con cháu bất hiếu nào, dám triệu hồi ta, lão tổ tông tại thượng. Kẻ này đã giết thái tử nước ta, tội không thể tha. Xin tổ tiên, đòi lại công đạo cho ta, ai dám động đến hậu nhân của tộc ta, đó chính là kẻ thù của ta, đối đầu với ngươi chắc chứ? Ta không nhìn nhầm chứ, hắn không phải đã hóa đạo trăm vạn năm rồi sao? Chẳng lẽ chỉ là trông giống nhau, không thể nhầm được, cảm giác này không thể sai. Lâu rồi không gặp tiểu kim điểu, lỗ mãng, tiểu kim điểu không phải cái tên mà ngươi có thể gọi. Im miệng, hậu bối này của ngươi, hình như ý kiến rất lớn. Hắn dám, lão tổ tiên, sao ngươi lại đánh ta? Nếu đánh cũng phải, không muốn chết thì im lặng cho ta. Ta đâu có đánh ngươi, ta đang cứu ngươi đấy.
Làm sao có thể, rốt cuộc là nhân vật như thế nào, mà đến tổ tiên, cũng phải sợ hãi như vậy. Thôi, ta và hắn, cũng không có nhiều thù hận. Cuối cùng là ai đang lan truyền tin đồn? Còn không nhanh nói. Này ta không biết. Lão tổ tông, ta chỉ biết, con trai ta bị giết. Ta đến nghiệm thi, nhưng mà, bị thương bởi huyền thiên kiếm pháp. Hắn cũng không rõ sao, xem ra đối phương giấu rất kỹ. Ôi đi, chuyện hôm nay, đừng nói với bất kỳ ai. Về sau, ta cũng không muốn gặp người phù tang nữa. Mau quỳ xuống. Lão tổ tông, người đó rốt cuộc là ai vậy? Hắn ta, biết càng ít càng tốt. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại nói cho ngươi biết. Tạ ơn huynh đài. Huynh đài khách khí, ta cus là không muốn thấy. Bọn lính phù tang này, khinh người quá đáng. Có điều, mặc dù tôi đã ngăn chúng lại, nhưng không thể ngăn, tên cao thủ bắt đi hai cô nương. Cái gì cơ? Lâm sư huynh trở lại rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay sau khi anh đi, một nhóm lớn quân lính phù tang đã tấn công. Ban đầu, muội còn có thể đối phó được, nhưng không chịu nổi vì họ quá đông. Nếu không phải Vương huynh kịp thời giúp đỡ, muội và Lâm bá phụ cũng sẽ bị bắt đi. Phù tang, không, binh sĩ đến từ phù tang, có tu vi rất yếu, người thật sự đã đả thương muội và bắt Linh Nhi, thu cô nương là nô lệ của thượng cổ thập tộc. Đây chính là họ để lại trước khi đi. Họ đã nói gì? Họ nói, huynh đi đến Huyền Thiên Hậu Sơn. Nói rằng giết huynh là thuận theo thiên địa chính đạo. Nơi tốt nhất chính là Huyền Thiên. Lâm sư huynh không thể đi, rõ ràng là một cái bẫy. Nếu huynh đi, chắc chắn lợi ích hại nhiều. Đúng vậy, Lâm huynh không thể đi. Nếu huynh không đi, hai cô gái đó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng dù huynh có đi, cũng chỉ là thêm một mạng người. Chắc chắn rồi. Trên thế gian này, chưa ai có thể lấy mạng của Lâm Phong ta. Lâm sư huynh. Vương Đằng Vân thật sự là một kẻ ngốc. Giao hai nữ nhân này cho ta, đó không phải là cũng như giao đế bảo cho ta sao? Vương Đằng Vân kiêu ngạo tự phụ, tự xưng là đại đế chi tử, không biết rằng chính hắn mới là kẻ ngốc. Cái gì mà đại đế chi tử, chỉ là hư danh, nhìn thiếu gia nhà chúng ta, dễ dàng chiếm được hai con tin, đây chính gọi là thiên mệnh chi tử. Đúng vậy, ta mới là thiên mệnh chi tử, ta mới xứng đáng trở thành đế vương. Nếu không muốn viêm tộc của ngươi phải chịu họa diệt vong, hãy thả họ ngay. Đừng động. Ngươi tìm chết, ma đầu ngươi, còn dám lớn tiếng, quỳ xuống cho ta. Hoặc ngươi cũng có thể thử xem. Tốc độ của ngươi nhanh, hay là kiếm của ta nhanh, hỗn xược, đúng rồi, ta nhắc ngươi một chút. Ta ở dưới chân họ, đã bố trí trận pháp. Nếu ngươi cứ bừa bãi xông vào, mà xảy ra chuyện gì, ta không dám bảo đảm. Trưởng môn Đạo Thiên, Thanh U Cốc Chủ, các người TTU xưng mình là danh môn chính phái, lại đi làm những chuyện trộm gà, trộm chó như thế, ngươi có tư cách gì mà nói chúng ta? Sát hại sư môn, giết người vô tội, chúng ta giết ngươi, đó là thuận thiên, ứng đạo. Lâm Phong, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau quỳ xuống dâng lên đế bảo. Nếu không ta trượt tay một cái, ngươi sẽ hối không kịp. Mau quỳ xuống, dừng tay, vậy ngươi còn không quỳ xuống. Đáng chết, không thể cược, dù ta có thể ngay lập tức đánh bại Viêm Hoa, nhưng vẫn sẽ làm tổn thương Linh Nhi. Lâm ca ca, không, Lâm ca ca, huynh mau đi. Im miệng. Ngươi tìm chết, nếu còn dám động đậy, ta đảm bảo đầu cô ta sẽ rơi xuống đất. Vậy mới đúng chứ. Chỉ cần ngươi không phản kháng, đợi ta lấy được đế bảo, chắc chắn sẽ cho các ngươi một con đường sống. Động thủ. Lâm ca ca, huynh mau đi, sao huynh lại ngốc thế, huynh mau đi. Ha ha ha, các vị trưởng môn cùng ra tay, Lâm Phong. Đế bảo này giờ là của ta rồi. Ta không sao, Linh Nhi. Ta còn. Đừng. Đây chính là đế bảo sao, quả nhiên không phải dạng vừa, chỉ cần cầm trên tay, đã cảm nhận được một loại linh hồn không thể nói nên lời. Nếu có thể cùng bảo vật này hòa thành nhất thể, chắc chắn sẽ giúp ta phá vỡ cảnh giới, tương lai trở thành đại đế, cũng không phải là không thể.
Bây giờ có thể thả người rồi chứ? Người đâu, cởi trói cho hai vị cô nương này. Rồi đưa họ đến nhà ta. Nữ nhân đẹp như vậy, giết đi thì thật lãng phí. Ngươi nói gì cơ? Ta đã hứa sẽ thả người. Nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ trả họ về cho ngươi. Kẻ ngốc. Ai cho ngươi đứng dậy, quỳ xuống cho ta. Đừng quên, hai người họ vẫn còn trong tay ta. Vi sư ở đây, U Minh lão tặc, sao có thể giết đồ nhi của ta? Sao có thể? Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Làm sao có thể, đế bảo của gia hỏa này đã bị lấy đi rồi, vẫn còn sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Đế bảo, đế cốt chi bảo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một miếng đế cốt. Ngươi nghĩ rằng, ta mất đi một miếng đế cốt, liền hoàn toàn không còn sức phản kháng. Nhưng điều đó lại thế nào? Ta là hậu duệ của Viêm tộc, đế cốt trong tay, nếu không phải ta thì ai? Những con kiến đáng chết. Dám làm đả thương ta, hôm nay sẽ cho các ngươi thấy, thượng cổ thập tộc, và những con kiến như các ngươi, khác biệt như thế nào. Âm dương hợp nhất, trời đất hòa hợp, vạn vật thông linh, mọi pháp không ngại. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, các ngươi, những con kiến, cần phải hợp nhất, mới có thể phát huy uy lực. Trong khi ta biết, cách điều khiển đế bảo, Lâm Phong, chết đi. Làm sao có thể, đây là đế bảo trong truyền thuyết. Ngay cả thần vương, cũng không thể phá vỡ được. Ngươi đừng lại gần ta. Ta liều với ngươi. Ngươi đã làm rất tốt, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc rồi. Lâm huynh, thực sự xin lỗi, tại hạ sức lực không đủ, đến muộn rồi. Lâm huynh thực sự xin lỗi, ta không đủ mạnh, đến muộn rồi. Không, huynh đến rất đúng lúc. Lâm ca ca, huynh ấy là ai vậy? Tại hạ Vương Vân. Người không sao chứ, Phong Nhi, vi sư sai rồi, vi sư, hối hận muộn màng. Đừng nói, ta sẽ giúp người chữa trị. Phong Nhi, U Minh lão tặc lừa ta. Phong Nhi, nhanh lấy kiếm pháp của vi sư để trợ giúp. Phong Nhi, vi sư thực sự biết lỗi rồi. Lâm ca ca, vậy bây giờ phải làm sao? Dù ta có bất đồng với ông ấy, nhưng ông ấy vẫn là sư phụ của ta, người đã khuất phải được tôn trọng. Ta phải chôn cất ông ấy thật tốt. Mọi chuyện đã xong xuôi, thiếu gia, Viêm tộc đã biết, chính là Lâm Phong đã giết Viêm Hoa. Thiếu gia, đế bảo đã rời khỏi cơ thể Lâm Phong, nhưng đột nhiên trở thành vô dụng. Chúng ta đã phí công sức như vậy, thực sự có thể chiếm được đế bảo không? Đế bảo không giống như đế cốt. Đế bảo có linh, tự chọn chủ nhân. Nếu dùng phương pháp thường, ép xương, đập xương, chỉ là hành động của kẻ ngốc. Ngươi xem Lăng Nguyên và Viêm Hoa, đều tự cho mình có thể kiểm soát đế bảo. Cuối cùng, vẫn là tự tìm đến cái chết. Quá kỳ diệu, vậy không phải là không thể chiếm được sao? Không, nếu người giữ bảo vật tự nguyện, tự mình lấy bảo vật, thì việc này có thể thành. Tự mình lấy bảo vật, còn phải tự nguyện nữa. Xuống đi, đem quà tặng mà ta dành cho Lâm Phong. Chuẩn bị tốt. Tuân lệnh. Lâm Phong, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi, cuối cùng, vẫn làm áo cưới cho ta. Đã trở về được mấy ngày rồi, Lâm ca ca. Sao vẫn uể oải thế? Con người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình? Anh ấy ghét trưởng môn đến mức nào? Bây giờ trong lòng đau đến thế nào? Lần này, may mắn nhờ trưởng môn. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, ta vừa nhận được một số phụ kiện, có lẽ sẽ hữu ích cho ngươi. Đồ trang sức của mẫu thân ta ở đâu, ta đã phái hộ vệ đi tìm, hôm nay họ sẽ trở về. Cảm ơn, không cần cảm ơn, ngươi quên rồi à, chúng ta là bằng hữu. Nhưng khi chúng tôi tìm thấy, mẫu thân của ngươi, bà ấy đã rơi vào hôn mê, theo báo cáo của hộ vệ. Tình hình mẫu thân ngươi, có vẻ rất nguy hiểm, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý.
Mẫu thân, mẫu thân. Hơi thở yếu ớt đến vậy, gần như tắt hẳn, không trách được ta đi khắp Sơn Châu Tứ Hải, cũng không tìm thấy tung tích của bà ấy. Đừng phí công nữa, ta biết ngài có vài năng lực, trong tay ta, có thứ mà ngài muốn. 3 ngày sau, tại Lăng Tiêu Các, chờ đón ngài, Lâm ca ca, bá mẫu làm sao vậy? Rất phiền phức, có người đối bà ấy dụng thuật tàng hồn. Hồn không đủ, người không tỉnh, ai lại tàn nhẫn đến vậy? Một người muốn mời ta ăn cơm. Không thể đi đâu, Lâm tiên sinh. Lâm ca ca, nhóm người này chắc chắn không có ý đồ tốt. Nhưng, ta phải đi. Người nghĩ Lâm Phong sẽ đến không? Dựa theo thông tin từ Vương Đằng Vân, người này rất trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ đến. Nói về Vương Đường Vân này, thằng cha này thật là lạ lùng. Có đế bảo ngay trước mặt mà không cướp, đối với hắn mà nói, Lâm Phong loại rác rưởi này, chẳng phải là trong tầm tay. Ai nói không phải cơ chứ, thật là khoác lác quá mức, tưởng mình thực sự có tư chất đế vương. Nhìn qua khí tức của các ngươi, có lẽ là người của Thánh Hồn Tộc. Thánh Hồn Tộc giỏi chơi với hồn, các ngươi quả có tài, giấu hồn mẫu thân ta, tao ra, ta tha cho các ngươi không chết. Giao ra không thành vấn đề, nhưng ngươi phải đưa ra, thứ chúng ta muốn. Đế bảo. Đưa cho các ngươi cũng không gánh vác nổi, nực cười, trên người ngươi ngoài bảo đế. Còn thứ gì đáng để huynh muội chúng ta, âm động chứ, ta không bao giờ cưỡng đoạt. Ngươi đưa đế bảo cho ta, rồi cầm những thứ này rời đi. Thương vụ này ngươi không thiệt đâu, ngươi nghĩ ta thiếu những thứ này à? Lâm Phong, tốt nhất ngươi làm theo lời ta nói. Đế bảo trong tay kẻ vô dụng như ngươi, chẳng qua chỉ là một bùa đoạt mạng, ngươi chẳng thể giữ được nó. Ca, sao phải phí lời với hắn, bắt họ lại, đế bảo không phải vẫn là của chúng ta, không kiềm chế được nữa rồi. Xem ra, đúng lúc để khởi động cơ thể. Ca, tiểu tử này không đơn giản. Giờ mới biết, đã muộn. Giờ mới biết thì đã muộn rồi. Ca, huynh không sao chứ? Không chết được, có vẻ như phải dùng chiêu đó. Nhưng nếu dùng chiêu đó, trong phạm vi trăm dặm sẽ không còn sự sống. Không quản nữa, dù phải máu chảy thành sông, cũng phải giết Lâm Phong. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trái tim tôi cảm thấy như muốn nhảy ra ngoài? Nhiếp hồn linh pháp, kỹ năng đặc biệt của Thánh Hồn Tộc, có thể thu hồn người, khiến họ như một người sống nhưng đã chết. Lâm Phong, đến giờ này, dù ngươi đồng ý cũng vô ích, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Lấy đồ ra cho ngươi. Họ Lâm, ngươi thật là tàn nhẫn. Nhưng đừng quá tự mãn, thanh mai trúc mã của ngươi bây giờ có lẽ đã bị hại. Hai người các ngươi liền có thể hoàn toàn nói tái kiến. Đi. Đứng lại, Lâm tiên sinh, chúng ta nhanh chóng quay lại xem sao. Lâm sư huynh. Linh Nhi đâu? Ta hỏi muội Linh Nhi đâu? Ta thật sự vô dụng, giao chiến một trận. Từ trên người đối phương, lấy được cái này, hy vọng có thể giúp được Lâm huynh, cổ tộc. Thượng cổ đại tộc chi nhất, tại sao họ lại bắt Linh Nhi sư muội? Lâm tiên sinh, có muốn đi tới đất thánh của cổ tộc? Phương pháp hồi sinh rất đơn giản, chỉ cần mở cổng dẫn đường là được. Xin chăm sóc tốt cho phụ mẫu ta, ta sẽ sớm trở lại. Lâm tiên sinh, việc này xin suy nghĩ kỹ lưỡng. Linh Nhi, sinh tử tồn vong của tộc ta, thời khắc quan trọng đã đến. Ngày mai, các thiếu gia của thượng cổ thập tộc đều sẽ đến. Ngươi chọn một người làm phu quân, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ cổ tộc ta an bình. Không, tôi không gả. Dù ngươi muốn hay không cũng phải gả. Nhị thúc, ta đã có người mình thích rồi. Quên kẻ đó đi, nam nhân của ngươi phải là một trong thượng cổ thập tộc. Nhị thúc, ta từ nhỏ đã bị các người bỏ rơi, bây giờ dựa vào cái gì dùng tương lai của ta đổi lấy vinh hoa phú quý của các người? Hỗn trướng, chính là vì dòng máu hoàng gia cổ tộc trên người ngươi. Ngay từ ngày ngươi sinh ra, ngươi đã là con bài trong cuộc giao dịch của hoàng tộc chúng ta. Ngươi nên tự suy nghĩ lại cho kỹ. Ta không muốn nghe từ chối từ miệng ngươi. Đừng nói ta không cảnh báo ngươi. Nếu ngươi cứ mù quáng, ta sẽ giết tên đó. Nhị thúc, ta không gả. Ta không gả. Ai đó? Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ta tuân theo mệnh lệnh của thiếu gia, đặc biệt đến hướng cô nương đây, yêu cầu một thứ. Thứ gì vậy? Mạng của cô.
Lâm sư huynh, nơi này, thật sự là cổ tộc thánh địa sao? Ban đầu ta còn định dẫn đường cho hắn, không ngờ, hắn lại tự tìm đến. Lâm huynh cẩn thận. Truyền thuyết nói rằng nội bộ cổ tộc đầy giấy cấm chế. Chỉ cần sơ suất một chút, sẽ trở thành tro bụi. Theo ta, lợi hại, đây chính là sức mạnh của đế bảo huyền thoại sao? Thật sự ngày càng mong đợi. Lạ lùng, những đại gia tộc này, các thiếu chủ, thần tử, họ tụ tập ở đây làm gì? Ta mãnh như tộc, nguyện ra 8.000 vạn linh thạch làm lễ vật, để cầu hôn tiểu công chúa. Người thật ngốc nghếch, 8.000 vạn, muốn cưới công chúa Linh Nhi. Vạn Long Sơn, 10 mỏ linh khoáng, 10 giếng linh tuyền, linh thạch, linh thuyền tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là tài nguyên phụ trợ. Tộc ta, thánh hồn, sẵn lòng dâng 10 vạn linh binh làm lễ vật, các vị thật là quá khách sáo. Cổ tộc ta thực sự cảm thấy bất ngờ và hân hạnh. Lát nữa, hoàng tử của tộc ta sẽ đến, khi đó chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời làm mọi người hài lòng. Cổ tộc, Linh Nhi bây giờ ở đâu? Là ngươi đã đánh người của tộc ta, còn dám xuất hiện, chỉ là con kiến. Giết người của tộc ta, còn muốn cướp hôn với ta. Vì thế, hôm nay ngươi không cần phải đi đâu nữa. Hoàng tử của cổ tộc đến, tiểu công chúa của cổ tộc đến. Mọi người đã chờ lâu, đây là tiểu công chúa của tộc ta, cổ Linh Nhi, người đẹp thật đấy, không tồi, dung mạo này, quả là xứng đáng với ta, Linh Nhi. Ngươi là cái thá gì, cũng dám khinh bạc công chúa của tộc ta, cút. Lâm sư huynh, có chuyện gì vậy, Linh Nhi, muội ấy. Hơi thở của muội ấy đã đoạn. Cái gì, nói bậy bạ gì thế, tiểu công chúa của tộc ta, rõ ràng còn sống tốt, sao ngươi dám nguyền rủa công chúa của tộc ta. Người đâu, lôi xuống cho ta. Lâm huynh, bây giờ không phải lúc đấu với họ, tôi nghe nói có một pháp thuật có thể làm người chết sống lại, chỉ là cái giá của nó. Cái giá là gì? Cái giá này thực sự quá lớn, chúng ta vẫn nên đưa Linh Nhi cô nương đi an táng. Đi an táng thôi, nói, cá đã cắn câu. Lâm huynh đừng vội, ta nói đây, ta nghe nói đế bảo có thể làm người chết sống lại. Nhưng đế bảo ly thân đối với người sở hữu gây hại rất lớn, một chút sơ suất có thể mất mạng. Một mảnh đế bảo, làm sao so sánh được với mạng sống của Linh Nhi, ta đào là được. Đế bảo, đây là đế bảo trong truyền thuyết, giao ra đế bảo sẽ tha cho mạng cho ngươi. Hừ, các ngươi nói tha mạng cho ai? Vương huynh vì sao họ lại, sợ huynh vậy? Tại sao? Ha 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 ha, Lâm Phong, uổng công ngươi có đế bảo, cuối cùng, vẫn là làm cái áo cưới cho ta. Vương Vân, tất cả này là vì sao? Nhớ tên tôi là Vương Đằng Vân. Ngay từ đầu, mục tiêu của ta là bảo vật này, nhưng huynh, ngu ngốc, còn không hiểu sao, thái tử Phù Tang là do ta giết, mọi tiếng xấu của Lâm Phong, cũng do ta lan truyền, ta là người nói cho cổ tộc biết, vị trí của Linh Nhi, thậm chí việc tộc cổ ép Linh Nhi kết hôn. Cũng bởi vì, ta đã sớm muốn diệt trừ cổ tộc. Cổ tộc và Bạch Y Thần Vương giao hảo, nên bị diệt, nhưng thật sự ta rất không nỡ. Giết Linh Nhi cô nương, Lâm Phong, ngươi yên tâm, sau khi tôi diệt cổ tộc, ta sẽ chăm sóc cô ấy thay ngươi. Nhưng trước đó, ta phải tiễn ngươi lên đường trước. Quả nhiên, sau khi ngươi nhận được đế bảo, sẽ giải phóng hồn phách của Linh Nhi, thực sự thì ngươi rất thông minh. Ngay cả ta cũng suýt nữa, bị ngươi lừa, có điều, cuối cùng ngươi vẫn là thiếu một bước. Không, điều này không thể nào, không có gì là không thể, phép thuật ngươi sử dụng trên Linh Nhi, tống hệt như trên mẫu thân ta. Từ giây phút đó, ta đã bắt đầu nghi ngờ. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường, tiễn ta lên đường, ha ha ha, ngươi tự nguyện đào ra đế cốt, đã định sẵn là một kẻ thất bại, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thực sự của đế bảo. Lâm sư huynh, mau ngăn cản hắn, hắn đang hấp thụ đế cốt của huynh. Vô luận hắn làm gì, từ giây phút hắn có ý định với Linh Nhi, bắt đầu từ thời khắc đó, hắn đã là người chết ha ha ha. Ha ha ha, Lâm Phong, ngươi cảm nhận được chưa? Sức mạnh vô địch này, chính là sức mạnh thực sự của đế bảo, hoàn toàn song đời, trình độ tu luyện hiện tại của Vương Đằng Vân, đã tiến gần đến thần vương, nếu thần vương không ra, không ai là đối thủ của hắn, để ngươi thử sức với. Lực lượng vô biên này đi.
Làm sao có thể, chỉ là một miếng đế bảo. Ngươi sẽ không cho rằng, ta thực sự không có phản kháng, chi lực đấy chứ. Ngươi rốt cuộc là ai, thân phận của tôi, ngươi chưa đủ tư cách để biết. Ha ha ha, tốt quá, Vương Đừng Vân một khi chết, nguy cơ của tộc ta cũng sẽ được giải quyết. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Tiểu Hữu thân mang đế bảo. Thật sự là tương lai không thể hạn lượng, không biết Lâm Tiểu Hữu có muốn trở thành con rể của cổ tộc chúng ta không? Một con kiến dám thèm muốn, tiểu công chúa của cổ tộc ta, hắn xứng sao, đại ca? Cha, ai là cha cô? Ta không có, con cháu bất hiếu như ngươi. Đại ca, ta giới thiệu với huynh một chút, người này là Lâm Phong, nếu không phải Lâm Công Tử đã giết Vương Đằng Vân, kẻ hiểm độc kia, cổ tộc của chúng ta e là đã sớm gặp phải đại nạn. Im miệng, ngươi có biết ngươi đã mang lại biết bao họa lớn cho tộc ta không? Vương Đằng Vân là con trai của thần Vương Hư Vô, tộc tôi dù có xích mích với hắn, nhưng đều chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ ngươi đã giết Vương Đằng Vân, với tính cách của thần Vương Hư Vô, tộc ta chắc chắn sẽ gặp phải thảm họa. Thần Vương Hư Vô thì đã sao, đại ca chúng ta phải làm sao giờ? Thần Vương Bạch Y sắp xuất hiện nhận đồ đệ. Người này tính cách kiêu ngạo, trong hàng chục vạn năm chưa từng nhận một đồ đệ. Nếu ai có thể trở thành ái đệ của người ấy, người đó sau này sẽ là chàng rể của cổ tộc ta. Lâm Phong, nếu ngươi có thể rời đi ngay bây giờ, ta có thể vì mặt mũi của Linh Nhi mà bỏ qua cho. Nếu không, ta sẽ tiễn ngươi đến chỗ của Hư Vô Thần Vương. Đại ca, nghe đệ một lời, Lâm Tiểu Hữu có tiền đồ vô lượng, không thể vội được. Cha, ngoài Lâm ca ca ra, ta không gả cho ai khác. Hỗn tướng, họa là do ngươi gây ra, điều này không do ngươi quyết định. Cha, Vương Đằng Vân từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc tha cho cổ tộc chúng ta. Im đi, ta không muốn nghe lý lẽ của ngươi. Bỏ qua chuyện của Vương Đằng Vân, không bàn tới. Ngươi muốn một đệ tử của thần vương, chỉ là muốn dùng danh nghĩa thần vương bảo vệ tộc cổ thì hoàn toàn không cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy. Có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương Linh Nhi, kể cả thần vương cũng không được. Khẩu khí thật lớn. Ngươi biết thần vương ở cảnh giới nào không? Đó là tồn tại gần như với đại đế, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, di tinh hoán đấu, thần uy không thể đo lường. Ngươi tưởng đánh bại được Vương Đằng Vân là có tư cách thách thức thần vương sao? Thực sự là không biết trời cao đất dày, Vương Đằng Vân kia chỉ là rác rưởi. Ta muốn giết hắn, chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Ha 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 ha, hôm qua Vương Đằng Vân nổi điên, cũng không biết là ai, hoảng sợ mà chạy trốn. Hôm nay Vương Đằng Vân chết, ngươi lập tức có được sức mạnh nghiền nát hắn. Ta thực sự không biết là nên chúc mừng ngươi tiến bộ nhanh chóng hay là nên nói ngươi mặt dày, hỗn xược. Thần vương đã đến, Bạch Y thần vương đã xuất thế. Hừ, xem như ngươi may mắn. Thần vương xuất hiện, đợi ta gặp thần vương xong, rồi quay lại thu thập ngươi. Lâm Tiểu Hữu, đại ca ta rất quan tâm đến bảo hộ gia tộc, xin hãy lượng thứ. Kỳ lạ, khí tức từ Bạch Y thần vương này, sao lại giống hệt như tiền thân, tiểu đệ tử. Lâm Sư Huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì, vậy chúng ta cũng đi xem thử. Thần vương, cuối cùng cũng gặp được thần vương, nghe nói thần vương tu vi, khó lường, chỉ cần một cơ hội nhỏ, liền có thể chứng đạo, là tứ đại thần vương, mạnh nhất một vị. Bạch Y thần vương tu vi, Man Hoang Kinh là đương thời hiếm có, truyền thừa từ Man Hoang Đại Đế, nếu có thể học được một vài, sẽ có thể đứng trên đỉnh của thiên địa. Thật là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, hàng trăm vạn năm không gặp, không ngờ, hắn đã tu đến thần vương, cũng coi như không làm mất mặt ta. Đạo lớn có 49, ẩn giấu một phần. Không phải người có trí lớn, cơ hội lớn, vận mệnh lớn, thật khó để tu luyện theo cách của ta. Các ngươi có phúc khí gì? Điều đó tùy vào vận may của các ngươi. Thật kỳ diệu, chúng ta vừa còn ở cổ tộc thánh địa, trong nháy mắt lại đến đây. Chỉ là pháp thuật truyền tống mà thôi, đạo lớn khó tu, chỉ có người có tài năng phi phàm mới có một cơ hội. Những thứ trước mắt các ngươi gọi là chuông hạo nhật, vật này có linh, các ngươi có thể lần lượt tiến lên, sẽ biết có phải là đồ đệ mà ta tìm kiếm. Chuông hạo nhật, nghe nói thứ này do thần vương Bạch Y luyện từ bụi sao? Linh tính phi phàm, trên có thể áp chế đại ma vạn cổ, dưới có thể dò xét tài năng vạn vật. Chuông có 9 tiếng, 6 tiếng trở lên có thể tiến vào vòng kế tiếp. Các ngươi hãy tự trọng, một tảng đá làm sao phát ra tiếng chuông? Bài kiểm tra này của thần vương Bạch Y quả thực không phải dễ dàng.
Con kiến cũng chỉ là con kiến, dáng vẻ của thần vật, không bao giờ giới hạn ở bên ngoài. Để ta đưa ra một ví dụ cho ngươi thấy thế nào là thiên tài thực sự. Cái gọi là thiên tài thực sự là gì, ngươi? Thượng quan sư tỷ, đừng so đo với hắn. Chỉ 6 tiếng mà thôi, ta còn tưởng là gì to tát. Lâm ca ca, sao huynh không đi thử? Đi, tất nhiên là đi, cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể không đi? Đúng lúc này xem thử tiểu đồ đệ của ta, đang chơi trò gì? Không biết ta có thể kích hoạt bao nhiêu tiếng, ngàn vạn đừng ít hơn 6 tiếng. Linh Nhi, muội cũng thử xem, muội đi bộ còn phải người đỡ, e là không tiếng nào. Ai nói không phải đâu, đừng làm mất mặt, nhanh chóng xuống đi, đây là thử thách của thần vương, không phải nơi các ngươi chơi trò chơi gia đình, đừng lo, có ta ở đây, hãy đi thôi. Đây chính là cổ tộc tiểu công chúa sao, thật là không ra gì, thật là buồn cười. Đừng làm xấu mặt mình nữa, mau biến đi thôi, tôi còn định cưới ngươi về nhà chứ, hóa ra ngươi chỉ là một kẻ vô dụng. Lũ ngốc, Linh Nhi bị đoạt hồn, bây giờ linh hồn vẫn chưa thông suốt, có gì đáng cười chứ? Nếu các ngươi thích cười như vậy, thì ta sẽ để các ngươi cười thỏa thích. Làm sao có thể, ngay cả ta cũng mới chỉ 7 tiếng, làm sao mà đã hơn 10 tiếng rồi? Cái chuông này trông cũng khá đẹp, Linh Nhi tặng muội nè. Lâm ca ca, gu thẩm mỹ của huynh sao vậy? Cái chuông xấu xí này, Linh Nhi không cần đâu. Nếu xấu thì cứ vứt đi. Lâm ca ca, sao huynh lại thực sự vứt đi vậy? Muội chỉ đùa thôi mà, một cái chuông hỏng, nếu muội thích, thay đổi vào ngày mai, ta sẽ gửi cho muội vài cái là được. Đó là bảo vật của thần vương, chỗ nào đó trên phố lớn, nói tìm là có thể tìm thấy sao? Trời ơi, ta không nhìn nhầm chứ? Đây chính là bản thể của chuông hạo nhật, bảo bối của thần vương, các người nói vứt là vứt à? Trời ạ, thế gian này, rốt cuộc là thế nào vậy? Tốt lắm, Lâm Phong, bảo vật của thần vương mà cũng dám động đến, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Vứt đi thì vứt, ngươi có thể làm gì ta chứ? Vứt đi thì vứt, ngươi có thể làm gì ta chứ? Bạch Y Thần Vương chắc chắn đang xem, mặc dù ta cũng không chắc đánh thắng, nhưng chỉ là thái độ này thể hiện ra, Bạch Y Thần Vương chắc chắn sẽ đánh giá cao ta hơn một chút. Không biết sống chết, chúng ta thay mặt Thần Vương dạy dỗ con kiến nhà ngươi này một bài học. Dừng tay, vòng thử nghiệm đầu tiên đã hoàn thành, ít hơn 6 tiếng chuông hãy đi ra trước. Tất cả các ngươi đều xuất sắc, nhìn khắp cửu thiên thập địa cũng được coi là hạt giống tiền tài sáng giá, và bài kiểm tra tiếp theo sẽ quyết định ai trong các ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta. Đây là kiếm trì, ai có thể rút ra được nhiều kiếm hơn, người đó sẽ trở thành đệ tử của ta. Dám hỏi thần vương, nếu ai đó rút ra được chiếc kiếm lớn ở giữa kia thì sao? Bất kể là ai, nếu ai đó rút ra được chiếc kiếm đó, ta nguyện cùng bát bái vi giao, có thể kết nghĩa với thần vương. Vinh quang này, tuyệt đối không thể để cho người khác. Lâm ca ca, sao huynh không đi rút kiếm? Ta nói, ta không hứng thú với điều này, muội tin không? Ta thấy ngươi không phải là không hứng thú, mà là tự biết mình không có khả năng. Không sai, nếu không nhờ công chúa Linh Nhi, tài năng phi phàm, ta nghĩ ngươi ngay cả tư cách đứng đây cũng không có. Nếu Lâm ca ca không đi, vậy ta cũng không đi nữa. Linh Nhi thực sự là một cô nương tốt, thần vương chi đồ, giấc mơ mà vô số người theo đuổi, nhưng muội ấy lại sẵn lòng ở bên ta, không muốn tranh giành. Linh Nhi, tại sao muội không sớm nói cho huynh biết, muội là công chúa cổ tộc nhỉ? Huynh còn mặt mũi nào nói? Lúc muội đến nhà Lâm gia, muội mới 3 tuổi, lúc đó muội luôn nói tên ta là Cổ Linh Nhi, là huynh tự nghe nhầm, gọi muội là Cố Linh Nhi. Bây giờ còn trách muội sao? Hình như, thực sự có chuyện này. Cái gì mà có hình như, rõ ràng là vậy. Được được được, tất cả là lỗi của ta. Vậy từ giờ, vẫn nên gọi muội là Cố Linh Nhi, đúng không? Có khác biệt gì không? Dù huynh gọi muội là gì,
huynh đều là Lâm ca ca của muội. Cậu nam nữ. Lâm Phong, thấy không, cái gì mà thiên mệnh chi tử, ta mới chính là thiên mệnh chi tử. Bây giờ có thể cười, thì cứ cười thả ga đi, người tộc trưởng của tộc muốn là đệ tử của thần vương. Công chúa Linh Nhi, không thuộc về ngươi. Ta chỉ muốn thử rút kiếm, để không phải nghe con ruồi nào đó, cứ lại nhải không ngừng. Ngươi, ngươi chửi ai thế, ngươi muốn chết à? Viêm tổ là người đứng đầu thượng cổ thập tộc, sỉ nhục Viêm thiếu chủ, ta nghĩ ngươi không muốn sống nữa. Lâm Phong, ngươi chưa tỉnh ngủ à, hay là ngươi bị mất trí? Thanh đại kiếm này, ngay cả bản thiếu chủ, cũng không thể rút ra, ngươi có tư cách gì để rút? Ngươi không được, người khác chẳng lẽ cũng chắc chắn không được sao? Đó là điều hiển nhiên, ta chính là thiếu chủ Viêm tộc, thiên sinh Viêm linh thánh thể, nhìn khắp cửu thiên thập thế, ai dám tranh phong với ta? Vị thần vương tiếp theo không ai khác ngoài ta. Lâm Phong, ta khuyên ngươi đừng phí công, với tài năng của ngươi. Nếu có thể làm lay chuyển một chút, thanh đại kiếm này, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi là ông nội. Cháu trai, vậy thì bạn hãy nhìn kỹ đây. Không trách được tiểu đồ nhi kia của ta, nói về việc kết nghĩa với người khác. Cái kiếm này chẳng phải của hắn, mà là của bản thân ta trước đây, đã từng sử dụng qua trọng kiếm, cái này. Làm sao có thể? Kiếp trước kiếp này thay đổi không ngừng, đã thành quá khứ, thì sao cần phải lưu luyến, nhiều năm không gặp, vi sư hôm nay sẽ giúp ngươi một tay. Cái này, Lâm Phong tốt lắm. Dám phá hủy, luyện kiếm thần vật của thần vương Bạch Y. Ngươi này đang tự tìm chết. Thánh hồn huynh đệ, kẻ này tội ác chồng chất, thà rằng chúng ta hai người hợp lực bắt giữ hắn. Đúng là như vậy, Lâm Phong, sức mạnh của ngươi thực sự rất mạnh, ngay cả Vương Đằng Vân cũng bị ngươi đánh bại. Nhưng dù ngươi có đế vật, cũng khó mà chống đỡ được chúng ta hai người. Đợi khi ta bắt được ngươi, đế vật của ngươi sẽ thuộc về ta, đồ đệ thần vương cũng là ta, kể cả nữ nhật của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Kể từ khi các ngươi quyết tâm tìm cái chết, vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Chết đến nơi mà vẫn dám ngang ngược, hãy thử xem. Giết ngươi như giết chó. Thân thể này, ngươi luyện tập pháp lực gì, làm sao mạnh mẽ như vậy? Đại đế chi thân, làm sao kẻ như ngươi có thể nhìn thấu? Lâm Phong, ngươi đừng có ngang ngược, chờ thần vương Bạch Y xuất hiện, sẽ là lúc cái chết của ngươi đến. Tôi muốn xem, hắn có thể động vào ta không? Dừng lại, thử thách nhận đệ tử không được sát hại lẫn nhau. Sư phụ, thật sự là người sao? Không ngờ, ngươi đã đạt đến cảnh giới thần vương. Ta rất vui mừng, ngươi làm trận tượng lớn như vậy, suýt nữa ta đã trở thành đệ tử của ngươi, thái hư tử không dám. Nếu biết sư phụ đến, dù có một vạn lá gán, đệ tử cũng không dám làm như vậy. Đứng dậy đi. Đây là... Ái thê. Đại nhân thần vương, chính là kẻ bại hoại này. Anh ta trước tiên làm rơi chuông hạo nhật, sau đó cố ý làm mất đi bảo kiếm của ngài. Ngài nhất định không thể bị cậu ta lừa gạt. Anh ta là kẻ phản bội của Huyền Thiên Tông, tàn ác, kiêu ngạo và độc đoán. Thí luyện đã kết thúc, các ngươi đều đã bị loại, cút đi. Chết tiệt, đây là đua ta đến chỗ nào? Tiểu tử họ Lâm đó, có cái gì tốt chứ? Bạch Y thần vương lại chọn hắn mà không chọn ta. Thái hư tử, ngươi muốn bảo vệ tiểu tử họ Lâm phải không? Hư vô thần vương bây giờ còn không biết Vương Đằng Vân đã chết, đợi ta lên một chuyến. Chúng ta trở lại rồi. Vậy Bạch Y thần vương đâu? Sư phụ, vừa rồi tôi đã cư xử thiếu suy nghĩ, không nhận ra sư mẫu. Đệ tử và sư mẫu lần đầu gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu lễ phép. Xin sư phụ chờ một chút, đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Đi nhanh về nhanh. Đệ tử này thật có tâm, các ngươi cũng ra nhanh như vậy. Ra ngoài rồi à, Lâm Phong, nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ như là bị đuổi ra ngoài nhỉ. Con kiến chính là con kiến, cho dù cho cơ hội cũng vô ích. Nhưng không sao, không làm được đệ tử của thần vương thì làm nô lệ, ngươi lại có tư cách, ngươi chắc chứ? Sao, ngươi còn muốn đánh ta à? Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn cất.
dừng tay. Thần hồn thiếu chủ là khách quý của tộc ta. Khách quý? Con kiến đáng chết, ngươi thực sự cho rằng thần hồn tộc ta dễ bị bắt nạt sao? Hiền chất đừng tức giận, chuyện này thực sự là của tộc ta, có sai trước, ta hướng người nhận lỗi. Cổ Linh Nhi, ngươi là muốn ta chết mới hài lòng, ta. Họ Lâm, ngươi đã mượn vinh quang của tộc ta để lẻn vào thí luyện của thần vương, không biết ơn, ngược lại, nơi nơi cho tộc ta, gây rắc rối, ngươi thấy, cổ tộc ta chưa đủ thảm sao? Cha, không phải như vậy, vậy các ngươi nói xem, họ Lâm này, có thể trở thành đệ tử của thần vương không? Không, dù ta nguyện ý, thái hư tử cũng phải dám nhận mới được, vậy còn gì để nói nữa? Cổ Linh Nhi nếu là con gái của ta, ngươi mau quỳ xuống, xin lỗi, họ Lâm, ngươi đã giết Vương Đằng Vân. Đồng thời đắc tội với ba tộc Viêm, Hồn, Kim Điểu, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Xin lỗi các tộc, dừng tay, Cổ Liệt, ngươi thật là gan lớn. Thần Vương, sao ngài lại đến đây? Nếu ta ơi không đến, chắc ngươi muốn lật trời rồi. Sư phụ của ta, ngài ấy, chẳng lẽ không muốn lộ thân phận? Cũng đúng, dù sao sư phụ cũng là đại đế chi thân. Những phàm nhân ấy, làm sao xứng đáng biết thân phận của sư phụ? Cổ Liệt, ngươi rất không hài lòng với hôn sự của Lâm Phong và Cổ Linh Nhi, phải không? Thần Vương tại thượng, điều này chắc chắn là hiểu lầm rồi, hỗn đản. Được rồi, dù sao ông ta cũng là cha của Linh Nhi, hiếu đạo là trên hết. Thần Vương xin yên tâm, hôn sự của Linh Nhi và ái đồ, ta sẽ tổ chức toàn bộ. Xin lỗi, ta đã sai. Thần Vương đại nhân, xin hãy tha mạng cho tiểu nhân. Ta nghĩ ngươi có chút khí phách, hóa ra cũng chỉ là những kẻ hèn mọn, biến đi. Ngươi hài tử này, Lâm Phong thành công bái sư, sao ngươi không nói, ta người làm cha này, cha. Ngươi cũng phải, lắng nghe ta nói đã chứ. Ha ha ha, được, là lỗi của phụ thân xin lỗi con, ngươi đâu? Thông báo cho thập tộc, tiểu công chúa của chúng ta, sẽ kết hôn với Lâm Phong, mời các tộc, đến dự lễ tiệc. Lát nữa con đi một chuyến, đến phòng đấu giá Long Phượng, đưa phụ mẫu của ta về đây. Tuân mệnh sư phụ. Sư phụ, đây là quà gặp mặt mà đệ tử chuẩn bị cho sư mẫu. Cha nương, các người cũng rất thích cô con dâu này phải không? Cẩm Tú Thiên La Phượng đầu thoa, cử tiêu lôi chủng. Đứa ngốc này thực sự là chuẩn bị một món quà lớn. Lâm Hiền Điệt, đây là danh sách khách mời do tộc chúng tôi lập, xin xem qua, người cùng bá phụ quyết định là được. Lâm Hiền Điệt quá khiêm tốn rồi, ta và đại ca đã thảo luận rồi, hôn lễ của cậu và Linh Nhi dự định vào đầu tháng sau, ngày mùng 8, chuẩn bị hôn lễ, việc lớn như vậy, dù sao cũng phải thông báo cho ta một tiếng. Giết Viêm Hoa của tộc ta, cướp vị trí đệ tử thần vương của ta, làm mất mặt ta, Lâm Phong, chúng ta còn chưa thanh toán xong. Ta theo lệnh của thần vương hư vô, đặc biệt đến lấy đầu của ngươi. Thần vương hư vô, từ lâu đã nghe về thần vương hư vô, không hòa thuận với thần vương Bạch Y, phải làm sao bây giờ? Viêm thiếu chủ, Lâm Phong là nữ tế của tộc ta, xin hãy xem xét hai tộc chúng ta, giao tình nhiều năm qua. Cái thứ gì, chỉ dựa vào ngươi? Ngươi cũng xứng cùng viêm tộc ta, xưng huynh gọi đệ, xin lỗi. Hiền Điệt ta không sao, viêm tiểu huynh đệ, cậu ấy chỉ đùa thôi, đừng để bụng. Xin lỗi hoặc chết. Bảo ta xin lỗi. Lâm Phong, ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày. Hôn lễ sắp diễn ra, ta vốn không muốn giết người, đây là do ngươi tự tìm đến. Con kiến đáng chết. Thế giới mười phương, trên dưới không gian, ở mọi nơi, không có chỗ nào không xuất hiện. Lính đầu sỏ của hư vô. Do thần vương hư vô luyện chế, người lính gỗ. Sức mạnh của lính đầu sỏ này, không kém gì tộc trưởng của mười tộc. Bây giờ phải làm sao đây? Lâm Phong, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đây là điều ngươi dựa vào. Sợ hãi, nếu sợ hãi thì quỳ xuống trước ta. Nhớ viêm tộc lão tổ ngươi, cũng là một nhân vật lớn. Làm sao đến thế hệ của ngươi, lại kém cỏi đến thế? Ngươi tìm chết, lính đầu sỏ, nghe lệnh, giết. Lâm Phong, ngươi chết chắc rồi. Lâm Phong, ta muốn mạng của ngươi. Dù rằng ngươi quả thực là một kẻ vô dụng,
nhưng cũng không phụ lòng Viêm tộc, ít ra cũng có chút huyết tính. Lâm Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Hư Vô Thần Vương, đã trên đường tới. Ta sẽ chở ngươi ở địa ngục. Hư Vô Thần Vương, muốn trực tiếp tới nơi này, làm thế nào bây giờ, lo cái gì? Hắn nếu dám tới, đừng mong ra được. Lâm ca ca, nhị thúc nói Vô Vực Thần Vương sẽ đến, điều này có thật không? Cha muội họ ở đâu? Phụ thân và nhị thúc đang di rời tộc nhân, Tâm ca ca chúng ta có nên đi nhanh một chút không? Uy lực của thần vương khó lường, và còn những người có thể đạt được vị trí thần vương đều là những kẻ mạnh nhất. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm ca ca, đó là thần vương Hư Vô, dù ngay cả thần vương Bạch Y muốn nhận huynh làm đệ tử cũng sẽ không vì một đệ tử mà quyết đấu với thần vương Hư Vô. Ngốc nghếch, chỉ là Hư Vô ta có gì phải sợ. Lâm ca ca, chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi, còn núi là còn cơ hội, huynh không thể thắng được lão ta đâu, yên tâm đi. Đừng lo, nếu thần vương Hư Vô dám đến gây sự, làm trì hoãn đám cưới của chúng ta, ta sẽ khiến lão ta không trở về được. Khẩu khí thật lớn. Sở hữu đế bảo, tài năng trời ban, đáng lẽ phải dẫn dắt một thời đại, nhưng lại kiêu căng và hành xử bừa bãi, giết hại tử ta, tội không thể tha. Lâm Phong, nạp mạng đây. Thái Hư Tử, vì một đệ tử, ngươi muốn kết thù với ta sao? Bước thêm một bước nữa, không chết không thôi, hay lắm, Thái Hư Tử, thật cho rằng ta không dám cùng ngươi đấu một trận sao? Đừng nói nhảm, muốn chiến thì chiến. Truyền thừa của đại đế Man Hoang sắp xuất hiện trước thế giới, việc ngươi nhận đệ tử này chẳng qua là để sau này có người kế tục, để có thể toàn tâm giành lấy truyền thừa. Sự lựa chọn ngu xuẩn của mình hôm nay, ngươi sẽ phải hối hận. Truyền thừa của đại đế, lão ta nói có lẽ là một phần của kiếp trước của ta. Sư phụ, chúng ta có nên chuẩn bị không? Không cần, so với truyền thừa, ta càng quan tâm đến hôn lễ. Cha nương ta đâu? Đệ tử cảm thấy hư không đang đến, đi trước một bước, họ sẽ sớm đến, không cần quan tâm đến hư không. Mấy tên gia hỏa kia, truyền thừa của ta không cho, không ai có thể lấy được. Lâm ca ca, mọi người đang bàn về cái gì thế? Chúng ta đang thảo luận về hôn lễ. Yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn đứng về phía cổ tộc. Thật sao? Tốt quá rồi. Với sự giúp đỡ của thần vương Bạch Y, ngay cả khi đối đầu với thần vương Hư Vô, chúng ta cũng không sợ hãi. Dư Ngẫu, người quá coi trọng ta rồi. Có sư phụ ở đây, trong cả thiên hạ này, ai có thể tranh phong với ngài ấy chứ? Linh Nhi à, bao nhiêu năm qua, con và Phong Nhi cuối cùng cũng thành đôi. Ta cảm thấy cái này trông rất đẹp, Linh Nhi mặc chắc chắn sẽ đẹp, không hợp lắm, bộ váy cưới này tuy đẹp, nhưng dù sao đây cũng là đám cưới của Lâm tiên sinh. Cuối cùng thì cũng thiếu một chút ý nghĩa, chuyện váy cưới, các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm cách, các ngươi chỉ cần giúp ta chăm sóc, phụ mẫu là được, ai sẽ giúp ngươi chăm sóc phụ mẫu chứ, đó là việc mà con dâu nên làm. Tôi nói sai rồi, bá mẫu, ngươi đến giúp chúng con đánh giá xem. Chúng ta đều là một nhà mà, huynh ấy cả ngày bắt hai người chúng con như là người hầu, điều này có thích hợp không? Dù sao cũng phải cho một lời giải thích. Mọi người bận tiếp đi, ta đi chuẩn bị áo cưới trước. Nam nhân thối không hiểu gì về tâm tư của nữ nhân. Nói như vậy, Thái Hư Tử quyết tâm muốn không chết không ngừng với ngài. Đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác. Cháu trai của ngươi, cái phù tang mà hắn ta lập ra trong tay Lâm Phong cũng chịu thiệt hại lớn. Được rồi, đừng quên mục tiêu của chúng ta, truyền thừa của Man Hoang Đại Đế. Nơi truyền thừa ta đã tính toán ra, nhưng ở đó có phong ấn do đế vương tạo ra, kể cả khi kết hợp sức của ba người chúng tôi cũng không thể phá. Thái Hư Tử lại cùng ngươi hoàn toàn xe rách ra mặt, chắc chắn không sẽ giúp đỡ. Các ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Muốn phá bỏ kết giới, ta có một ý tưởng. Huyết thống cổ tộc đặc thù từ xưa đã có khả năng phá bỏ vạn pháp với hiệu quả kỳ diệu. Dù không thể phá bỏ kết giới của đại đế, nhưng giảm bớt một chút vẫn là có thể làm được. Ngươi thật sự rất dũng cảm. Người ta giết nhi tử ngươi, nhưng ngươi lại muốn diệt trừ toàn bộ gia tộc của họ, ta không phủ nhận, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta để lấy được truyền thừa của đại đế. Tốt, vậy thì chúng ta sẽ giúp ngươi một tay. Dù cho Thái Hư Tử quyết tâm bảo vệ cổ tộc, với sức mạnh của ba người chúng ta chắc chắn sẽ khiến lão ta không thể phản kháng.
biên văn đoạn thường ngày, ngày xưa để ở đây, luôn luôn chưa từng động vào, không ngờ nhiều năm qua đi, hôm nay cuối cùng cũng chờ đợi được chủ nhân của nó. Biên văn đoạn thường ngày, lấy tinh hạ vân tinh làm vật liệu, do Cửu Thiên Huyền Nữ tự tay may. Ngay cả ta ngày xưa, cũng tốn không ít công sức. Linh Nhi chắc chắn sẽ thích. Không tốt. Cổ tộc gặp nạn rồi. Ai làm? Uyển Nhi, Uyển Nhi. Hư Vô, Thông U, Liệt Dương, ba vị thần vương đích thân đến. Người của tộc chúng ta đều bị họ bắt đi, thậm chí Linh Nhi và Thu Cô Nương đều không thoát được. Cha nương ta thế nào, họ đều không sao. Trước khi sự việc xảy ra, ta đã sử dụng bí pháp của cổ tộc, đưa họ đi. Ba vị thần vương, Lâm Phong ba vị thần vương liên minh, hiện nay không ai có thể địch lại. Lâm Phong, tôi xem. Thôi bỉ đi. Bỏ đi, điều này sao có thể bỏ qua được. Lâm Phong, người sở hữu đế bảo, chỉ cần chăm chỉ tu luyện. Rồi một ngày nào đó chắc chắn, sẽ có thể báo thù cho tộc nhân của ta. Ngươi hà tất phải tranh, chi khí nhất thời. Sư phụ, đồ nhi vô dụng. Không thể bảo vệ được sư mẫu bọn họ. Thần vương, ngài. Ngài gọi ai là sư phụ vậy? Sư phụ, đồ nhi có lỗi. Xin sư phụ trách phạt đồ nhi, không phải lỗi của ngươi. Dù ngươi có ở cảnh giới đỉnh cao của thần vương, nhưng ba vị thần vương khác cũng không kém. Xuống nghỉ ngơi đi, có đạo đế khí này bảo hộ, vết thương của ngươi sẽ sớm không sao. Tuân lệnh. Lâm Phong, ngươi, cuối cùng ngươi là người như thế nào? Hành động nhanh lên, ba vị thần vương đã ra lệnh, nhanh chóng thiết lập một đội hình lớn, để phòng ngừa kẻ địch tới. Ba vị thần vương đang đề phòng ai vậy? Ngay cả Bạch Y thần vương cũng đã bị trọng thương. Trên thế giới này có lẽ không còn ai dám tới quấy rối. Chuyện của thần vương càng ít đề cập càng tốt. Đi thôi, vâng. Thật là đáng tiếc. Linh Nhi cô nương, xinh đẹp tuyệt trần, muốn đem về nhà chơi vài ngày. Không ngờ thần vương muốn dùng máu của họ để phá vỡ phòng ấn của đại đế. Biết trước là như thế, lúc ở cổ tộc đã nên cưỡng chế thượng nàng trước đã. Ngươi nói bà lão già kia muốn làm gì? Lâm Phong, hừ, làm ta giật mình. Ta còn tưởng Bạch Y thần vương cũng đến, không ngờ chỉ có mình con kiến nhà ngươi. Làm sao biết thần vương muốn giết thê tử ngươi, cố ý đến để cùng chết? Đứng lại, ta bảo ngươi đứng lại mà ngươi điếc à? Giỏi đấy Lâm Phong, thần vương đang ở sau núi, ngươi còn dám hung hăng, ta thấy ngươi thực sự không muốn sống nữa. Kiếp sau hãy làm người tốt đi. Kết giới lại lỏng lẻo một chút, máu của cổ tộc này thực sự rất hữu dụng đấy. Tranh thủ thời gian. Kết giới của đại đế có thể hấp thụ linh khí thiên địa. Nếu không phá vỡ một lần, sau này muốn phá sẽ khó hơn. Tiện nhân, nam nhân của ngươi không phải rất giỏi sao? Chờ chúng ta có được truyền thừa của đại đế, đến lúc đó hắn ta và Thái Hư Tử chết chắc. Phi, ngươi đổ ác ma thiên sát, ngươi sẽ không được chết tử tế. Tìm chết, thả họ ra. Bà lão già kia, các người đã nghĩ xong sẽ chết như thế nào chưa? Lâm ca ca, sao huynh lại đến đây? Huy không nên đến. Lâm tiên sinh, người hãy đi nhanh, nhanh chóng tìm thần vương Bạch Y, Thái Hư Tử ở nơi nào? Ta nói lại một lần nữa, buông họ ra, những con kiến hèn mọn, người có tư cách gì đòi người từ ta? Bên ngoài có nhân mã các tộc, những con kiến này không thể tự mình xông vào. Hai người các người hãy giữ cho ta, đề phòng Thái Hư Tử tập kích, ta sẽ giải quyết những con kiến này. Ngày đó, tộc cổ, ta Hư Tử bảo vệ ngươi, ta xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi. Vương Vô Đạo, không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua, tu vi của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ. Khẩu khí này, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn biết, vậy thì nạp mạng sống đi. Đây là thật tốt lão hư vô ngươi, khi nào đã luyện thành chiêu này, hư không thôn phệ, bị bóng tối nuốt chửng, sẽ hoàn toàn biến thành hư không,
dù là, ngay cả ta là một thần vương, cũng không chịu nổi, đệ tử Thái Hư Tử này, đã là người chết rồi. Đây là bài tẩy của hắn sao? Là hắn, quái lạ, làm sao hắn trở lại được, hắn không phải đã chết, hàng trăm vạn năm rồi sao, ngươi đang nói gì vậy, rốt cuộc hắn là ai? Thông U, ngươi sinh ra muộn, không trải qua kỷ nguyên đó, ta đã tuyệt vọng rồi, không ngờ hắn thực sự đã trở lại, người ngươi đề cập, chính là người cùng với ngươi, trong một thời đại, người trước một bước đăng đỉnh, độc chiếm đế cơ, bá chủ một thời đế vương man hoang, chính là hắn, ngày đó ta bị ép buộc, tự phong mình, trong vạn niên huyền băng để sống sót. Cho đến khi tính ra, trên thế giới này có cơ hội thành đế, mới xuất hiện, không ngờ lại gặp được hắn. Làm sao có thể, người chết trở về với cát bụi, đó là quy luật của thiên địa. Dù là đế vương đi chăng nữa, cũng không thể đảo ngược quy luật sinh tử. Hắn là đại đế, đế vương đã chết, tân đế lên ngôi, hắn chỉ là đại đế. Truyền thế chi thân, truyền thừa này của đại đế, hắn không thể mang đi. Đúng, Liệt Dương, hãy giúp ta một tay, chúng ta cùng nhau giết thân xác truyền thế đáng chết này. Đúng. Hắn chỉ là thân xác chuyển thế của đế vương, Lâm Phong, cẩn thận. Mộ Tuyết. Các người muốn tìm chết, Lâm tiên sinh, xin lỗi. Ta không thể tham gia, hôn lễ của ngươi được rồi. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết. Ta đã nói sẽ không để cô chết. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay ta không giết bà lão già các ngươi. Ta, Lâm Phong, thề không làm người. Lâm Phong, ngươi quá tự cao về bản thân mình rồi. Ngươi chỉ là thân xác tái sinh của đại đế mà thôi. Đúng là tự xem mình là đại đế. Lâm Phong, hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng, đi thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đâu? Chúng ta ba vị thần vương hợp sức, hắn ta lại chạy mất. Muội đi coi chừng Mộ Tuyết, cô ấy có linh lực của ta bảo vệ, tạm thời sẽ không chết. Được. Đừng tìm nữa. Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là, tiếp theo hãy đối mặt với cái chết. Man Hoang Đại Đế là ngươi cản trở đạo của ta, khiến ta hàng trăm vạn năm không thể tiến thêm một bước. Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Liều mạng, ngươi không xứng. Đại đế đáng chết, cuối cùng ta, cuối cùng không phải sống dưới cái bóng của ngươi nữa. Kế tiếp là ai? Một trường liền diệt bốn hồn của ta, Cửu U Võng Khôi, đại đế chuyển thế, sao lại kinh khủng như vậy? Tôi chưa bao giờ nói, ta là đại đế chuyển thế, đại đế là ta chính là đại đế. Mẹ nó đây là quái vật gì vậy? Đại đế, ta đã biết lỗi, xin hãy cho ta một cơ hội. Cơ hội, khi ngươi giết cổ tộc, ngươi có cho họ một cơ hội không? Ta mê muội, ta đáng chết, xin hãy tha thứ. Đại đế, ta có cách chữa trị cho Thu tiểu thư. Xin hãy tha cho ta. Đại đế, tu luyện hàng trăm vạn năm không dễ, tôi thực sự không muốn chết, nữ nhân của ta cũng cần ngươi cứu giúp, ta không dám. Đại đế, khả năng của đại đế vượt qua trời đất, chỉ mong đại đế tha cho ta một con đường sống. Vương Vô Đạo, ngươi đã giết hại cổ tộc không biết bao nhiêu người, nhi tử ngươi Vương Đằng Vân càng là kẻ ác độc, người như ngươi không đáng có được sức mạnh của thần vương. Thiên đạo luân hồi, quả báo không sai, hôm nay ta sẽ phế đi sức mạnh thần vương của ngươi. Đại đế, năng lực của ta, Lâm Phong, ngươi sẽ không được chết tử tế. Thu tỷ tỷ. Lâm ca ca, lão ta bị làm sao vậy? Lão muốn sống sót, thì ta sẽ thỏa mãn lão. Nhưng một thần vương chi lực của lão, đã bị ta ép vào, bên trong cơ thể của Mộ Tuyết. Đợi cô ấy hoàn toàn tỉnh lại, cô ấy sẽ là tân thần vương hư vô. Một đời số lần không đếm xuể. Lâm ca ca, anh đã hủy tu vi của hắn, ngày sau của hắn chắc chắn khó khăn. Ta chỉ muốn để hắn sống, để hắn cảm nhận cái gọi là tuyệt vọng. Vì truyền thừa đại đế này, không biết bao nhiêu người đã chết. Linh Nhi,
muội muốn biết truyền thừa đại đế là gì không? Đây chính là truyền thừa đại đế, ba đại thần vương giết chóc vô số. Chỉ vì một khối đá vụn này, muội cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Truyền thừa đại đế, thực ra là thân xác trước kia ta chuyển hóa, thân xác tan rã, đạo của đế không tan. Người có duyên có thể nhận được đạo của đế, người vô duyên chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Vậy ai là người có duyên? Lâm ca ca, huynh đừng đùa nữa. Thế nào là người có duyên với đại đế? Muội 3 tuổi đến Lâm gia, cùng ta thi vào Huyền Thiên, sau đó lại cùng ta rời tông. Nếu muội không phải là người có duyên, thì trên đời này có lẽ không thể tìm ra người có duyên nữa. Hãy thử xem. Vật này, dù là thân thể trước kia của ta hóa thành, đã sớm có linh tính, muội có phải là người có duyên, chạm vào là biết. Được. Tuyệt quá, Linh Nhi quả nhiên là người có duyên của tơ. Đây là, cô đã tỉnh, đây là nơi truyền thừa của đại đế. Linh Nhi đang nhận, truyền thừa của đại đế. Linh Nhi thực sự đã nhận được, truyền thừa của đại đế. Điều này là sao, ta cảm thấy thế nào ấy? Cả người đều tràn đầy sức mạnh. Không cần ngạc nhiên, thần vương hư vô muốn bày tỏ lời xin lỗi, bằng cách truyền vạn năm tu vi của mình cho cô, vậy là ta cũng trở thành vương thần rồi. Chúc mừng Linh Nhi cô nương, đạt được đạo quả của đại đế. Phụ thân, Phong Nhi, nương của con đang ở phòng bên, nói chuyện với Linh Nhi, ta đến đây để nói chuyện với con. Phụ thân người nói, Phong Nhi, hôm nay là ngày vui của con. Lẽ ra ta không nên nói nhiều. Nhưng mà, ta vẫn muốn hỏi một chút, con thấy Thượng Quan Uyển Nhi và Thu Mộ Tuyết như thế nào? Con, Thượng Quan Uyển Nhi, yêu nữ đó, ban đầu, ta thực sự rất ghét cô ấy. Nhưng những ngày này qua, làm sao ta có thể không nhận ra, thực ra bản chất cô ấy không xấu. Thu Minh Nguyệt cũng là một cô nương tốt, dịu dàng, đảm đang. Nhưng rất tiếc, ta đã hứa với Linh Nhi từ lâu, hứa cho cô ấy một tương lai. Tôi không thể bỏ rơi Linh Nhi, con này, họ đều là những cô nương tốt, con không thể phụ lòng họ. Con biết nhưng con không thể. Cha là người từng trải, khách mời đã đến đủ, nhanh chóng đi thôi. Phúc thọ vô lượng thiên tôn, bần đạo chúc phúc đại đế, vạn sự như ý. Một tộc hai đế, từ xưa đến nay chỉ có một nhà, có thể nói là mọi người đều vui mừng. Mời vào bên trong, tân nương đã đến, thái hư tử bái kiến sư mẫu. Linh Nhi hôm nay thật đẹp. Nhạc phụ, Lâm Phong, hôm nay, ta sẽ giao công chúa nhỏ của mình, cho ngươi. Nhạc phụ xin yên tâm. Lâm ca ca, muội đã chuẩn bị cho huynh một bất ngờ nhỏ. Bất ngờ gì? Đây. Đừng giả vờ nữa, Lâm ca ca, quyết định vậy đi. Từ nay trở đi tôi là đại, Uyển Nhi làm tiểu, Thu Mộ Tuyết làm muội. Huynh a, huynh đừng không biết quý trọng phúc phận, đi thôi. Sao, ý của huynh là gì? Không đồng ý, không đồng ý. Ta đồng ý. Vậy mới đúng chứ. Đứng lại, chờ đã.